chào các chị xinh đẹp. Này xả kho nha các chị yêu ơi. Tiếp tục xả kho, tiếp tục xả kho. Ừ. Vải này mặc đã thiệt chứ. Mát ghê. Có hôm qua có bạn nào gọi cho chị Võ Hạnh chốt đơn chưa? Điện không bắt máy hả? Đặt sao khi mà chị kết thúc live? Hãy gửi lên cho bé Như rồi. Đọc bình luận bà thấy trả lời mấy chị coi, chị làm một chuyện ký coi. Em chào tất cả các chị nha, hôm nay xả kho nha các chị đẹp nhà em ơi. Bộ em đang mặc á, là bây giờ nó còn được có mấy màu hả các chị đẹp, nó còn có mấy màu và nó có mấy kiểu à, nên là bộ này hôm nay em sale cho các chị đẹp nhà em nha. Gọi cho chị Võ Hạnh, chị mới gửi qua á. Như gọi rồi hả? Ok, hôm nay sale mẫu này nha, hôm nay sale mẫu này là không có được phân bì nha. Chị nào muốn mua thêm thì mua nha các chị ơi, tại vì nó còn có được có ba bốn màu gì mà nó được có hai kiểu hay ba kiểu gì hà, nên là em sale luôn nha. Nay em xe bộ này cho cái chị, bộ này bữa em bán 115 đúng không? Nay em xe cho cái chị đẹp nhà em còn 100.000 bộ. 100.000 nha cái chị. Nó còn được có mấy kiểu à, và nó còn được có mấy màu à, màu sáng không à. Chị giờ mấy chị mua màu đen cũng không có, mà màu xanh đen cũng không có, màu đỏ cũng không có luôn. Nó còn được màu cà phê sữa, màu da em đang mặc với màu hồng, với màu cam là nhiều. 100.000 luôn nha các chị. Cái này là gọi là tầm ý dập ly nha, tầm ý dập ly size 55 kg trở lại, các chị đẹp nhà em mặc vừa. Rất là dễ thương luôn. Em đang mặc bộ này là quần ống rộng giúp em nha, quần ống rộng. Bộ này 55 kg trở lại, các chị đẹp nhà em mặc vừa. Cái form áo này nó không có dài nha các chị, tại vì cái quần này là quần chín tấc nên là cái form áo của nó là form lửng vậy nè. Nghĩa là cái chị mặc nó cũng chị nào mà có phần bụng đồ nhiều đó là cái chị mặc cũng không có thấy bụng luôn. À. Dạ dập ly không có 70 kg chị Ngọc Tuyết, bộ em đang mặc nó tới 55 kg trở lại hả. Nay em xả cho cái chị mẫu này luôn đi ha, 100.000 sale cho cái chị đẹp nhà em 100.000. Nó là tầm ý dập ly nha cái chị đẹp, tầm ý dập ly rất là đẹp luôn. Màu em đang mặc cái chị lên giúp em màu da nha, màu da 100.000 sale còn 100.000 thôi cái chị đẹp nha em. Thôi em sale cho cái chị còn 95 luôn đi cho chị dễ mua nha, 95.000 đi. Dập ly 95.000 bộ.
Nay chị đẹp nào muốn mua thêm thì cái chị mua nha. Cái chị nó còn được có mấy màu thôi nha. Em không có còn nhiều. Mới còn nhiều màu. Sale cuối năm luôn cái chị đẹp nhà em ơi. Năm nay em nghỉ Tết sớm nha cái chị đẹp. Đó, chị nào muốn mua thêm thì cái chị mua nha. Cái chị mua trước thì cái chị được lựa màu, lựa kiểu. Còn mua sau là giá sale là không có màu, không có kiểu. Nó có mấy kiểu thôi à. Một bộ da em chốt cho chị Hoa Như, em sale cho cái chị 95 ngàn luôn. Bây giờ lựa kiểu lựa màu cũng không có luôn. Nó còn có mấy kiểu rồi cái chị. Rồi xanh bơ còn được một bộ nữa nè. Chị đẹp nào lấy đi 55 kg trở lại nha cái chị đẹp nhà em. Chốt em bộ xanh bơ đi, đẹp quá đẹp luôn. Mong tầm khoảng 98 trở lại là cái chị đẹp nhà em mặc đẹp nha. Bộ em đang mặc là dập ly màu da, cái chị đẹp chốt giúp em nha. Bộ này là chị nào tầm khoảng 1m57-58 trở xuống là cái chị mặc đẹp nha. 1m6 thì mặc nó sẽ hơi ngắn nha. 1m6 thì mặc nó hơi ngắn, 1m57-58. Chiều cao cỡ em trở xuống nè, là 1m58 trở xuống là cái chị mặc đẹp. Dập ly màu da cho chị Phạm Lan. Dập ly màu da cho chị Phạm Lan. Xanh bơ chị Kim Nhung. Xanh bơ có một bộ cho chị Kim Nhung nè. 95 ngàn cái chị, em chốt cho cái chị 95 ngàn thôi. Mấy cái này là lẻ mẫu hay gì bé? Mấy này là bộ lẻ mẫu hả? Rồi màu này cái chị lên giúp em màu cà phê sữa nha. Em đang mặc là màu da, màu cà phê sữa nó sẽ đậm hơn tí xíu á chị. Xanh bơ hết rồi, cái chị lên cà phê sữa giúp em hoặc màu da đi, 95 ngàn bữa nay em sale cho cái chị đó. Không có chọn màu được đâu với chị đẹp nhà em, nên là cái ví dụ như những cái màu cà phê sữa hoặc màu da là em có nhiều, còn màu xanh bơ màu này màu kia rồi là nó lọt được có một vài bộ à, nên là bữa nay em mới sale cho cái chị đó. Màu da cho chị Lan Lan, màu nào cũng đẹp hết. Màu da cho bà nội bắp, cho bà nội bắp cho chị Lan Lan nè. Màu da em đang mặc là màu da, màu em đang cầm trên tay là màu cà phê sữa. Màu da với màu cà phê sữa em còn rất là nhiều, nên là cái chị đẹp nhà em cứ chốt thoải mái. À, còn màu xanh bơ màu này kia là nó được có một vài bộ à cái chị. Ở đây em mới sale cho mình đó. Chụp hình để ra ngoài này bé cho nó sáng, để vô đó nó tối thui. Đẹp, cái kiểu này rất là đẹp luôn cái chị đẹp nhà em nha. Mực gì? Chị mua mực gì? Mực xé hả chị? Mực xé cái chị tranh thủ cái chị mua đi, bữa nay nó lên mười mấy 20 ngàn một ký đó, nhưng mà em vẫn giữ nguyên giá cho cái chị nha. Đưa gọi gọi là đi gọi cho chị Bông Bông ấy, Lu Thanh Phượng cho một bộ cà phê sữa cho chị Lu. Rồi một bộ màu cà phê sữa cho chị Lu Thanh Phượng. Vải này mặc rất là đẹp và rất là mát cà luôn, cái chị đẹp. Cà phê sữa cho chị Bơm Bơm một bộ nè. Chị Thảo Quỳnh hả? Chị Thảo Quỳnh 70 kg không có nha chị ơi. Alo, dạ chị nghe. 55 ký đổ lại thôi nha mấy chị ơi. Chị còn hai cái đơn hàng của em á, chị hết cái kia là cho em tiêu mấy shipper nó giao đầu rồi rồi chị đi. Dạ, rồi để có gì để em nhờ bưu tá giao lại chị. Dạ. Rồi rồi, em cảm ơn chị. Rồi vậy chốt cho chị Huyền Nguyễn là 1 ký mực bé ạ. 65 ký không vừa cái chị. Bộ này 55 56 ký trở lại thôi, cao nhất là 57 ký. À, cao nhất là 57 kg, mong chị nào tầm khoảng 98 trở lại là cái chị đẹp nhà em mặc đẹp nha. Xanh bơ em hết rồi, xanh bơ mẫu đó em hết rồi các chị. Ok, chị Lan Kim một bộ màu da nè, một bộ màu da cho chị Lan Kim nè. Bộ này 55 kg hoặc là 57 kg trở lại thôi các chị, cái form nó nhỏ nha. Với lại là em còn được có mấy màu à. Màu da với màu cà phê, màu da là em còn nhiều nè. Màu da này em còn nhiều màu, nhiều cho mấy chị nè. Đây cái màu này cũng đẹp nữa nè mấy chị. 95 ngàn tầm ý dập ly. Cái chóp vải này là cái chị mặc là bao thích. Chị nào 1m58 trở xuống thì cái chị chốt nha. Chị nào cao hơn thì cái chị đừng chốt. Cái chị mặc cũng được nhưng mà em sợ cái chị mặc cái chị sợ bị ngắn á. 1m58 trở xuống là cái chị mặc đẹp nha. 1m56, 57, 55 rồi đó là mặc bao đẹp luôn. Màu này lên giúp giùm em là màu cam sữa. Rất là đẹp, cái màu này mặc trắng da lắm luôn nè. Mấy cái màu này rất là dễ mặc cái chị, nhưng mà tại vì nó quá nhiều à, nên là bữa nay em xả kho cái mẫu này cho mấy chị luôn nha.
màu xanh đen, màu này màu kia là không có còn bộ nào hết trơn á. Nó còn được có màu cà phê sữa, màu da với lại là màu cam, à, là màu hồng là nhiều, màu vàng. Lên giúp giùm em màu này màu cam sữa giúp em đi cái chị, màu cam sữa rất là đẹp luôn nè. Để em mặc lên cho chị coi. Em đang mặc là màu da nha. Phơm đồ đợt này rất là đẹp nha các chị. Giải này mặc mát lắm. Đẹp. Cam cho bà nội bắp, cam sữa cho chị Dung Dương. Chị mua về để anh mặc đi cái chị, rất là rẻ. Và cái vải này cái phơm đồ này mặc dễ cưng lắm, mặc rất là đẹp. Mét 6 mua 7 là bận bị ngắn rồi chị mét sáu ơi. bảy mặc không được đâu chị Vương Mỹ Phượng ơi. Chị nào một mét dưới 1m6 giúp em, tầm khoảng mét 58 trở xuống là mặc đẹp nha. Mét Cam 58 trở sữa cho xuống. chị Lan Lan. Cam sữa cho chị Lan Lan. Chị chốt bộ màu cam sữa đi, bộ này mặc trắng da và đẹp lắm luôn nè. Màu rất là đẹp. Màu cam sữa, màu cà rốt đó các chị. Màu này màu cà rốt đó. Rồi chốt giúp giùm em màu cam sữa ha, cam sữa. Chốt em cam sữa. Cái này em có nhiều màu cho mấy chị nè. Rồi màu vàng giúp em mấy chị, màu vàng. Màu vàng nha, vàng nghệ giúp em luôn nha, rất đẹp. Phải là bao xịn sò luôn, 1m58 trở xuống là cái chị mặc là bao đẹp. Đó. 55 57 kg trở lại. Mông tầm khoảng 98 trở lại là cái chị đẹp nhà em mặc ok. Rồi chốt em màu vàng đi cái chị đẹp nhà em màu vàng, vàng xuất sắc luôn nè. Quần chín tấc giúp em ha, quần ống rộng chín tấc mặc là bao mát luôn, màu vàng giúp em. Rồi em thấy số điện thoại của chị Lan Lan. Rồi chốt giúp em màu vàng cái chị đẹp nhà em nè. Đẹp chưa? 55 kg trở lại là cái chị mặc xuất sắc nha. Alo, dạ Diệu nghe à. Màu da với màu cam đất, dạ rồi, ok. Cái này em dùng chung với đơn toàn gà đá hồi sáng đúng không chị? Dạ, dùng chung cho em đi, dạ. coi mẹ em coi mua gì nữa không cái hả chị? Dạ, rồi, rồi, ok. Dạ. Màu vàng, cái chị đẹp nhà em ơi, hôm nay còn có mấy màu à, em xả cho các chị đó, màu vàng giúp em nha, rất là đẹp. Đúng rồi, cái vải này đẹp lắm luôn mà tiếc con cá là không có size lớn rồi đó chị Thanh Thúy, không có size lớn. À, đúng rồi, da với cam đất cho tầng gà đá. Rồi ok chị Vương Mỹ Phượng, em chốt cho chị Vương Mỹ Phượng mực xé với mực miếng nè. Nãy lấy cam sữa hay cam đất? Quên rồi, đất hả? Rồi chốt em màu này màu cam đất nha cái chị đẹp nhà em ơi, màu cam đất rất là đẹp luôn nè. Chốt em màu cam đất nha, cái mẫu này em có nhiều lắm, nó còn được có vài mẫu à các chị. Ủa màu này là màu cà phê sữa nè. Không, màu khác cà phê sữa chị. Không phải màu da luôn hả? Lên giúp em màu lạ đi mấy chị, cái màu này nó khác nữa nha, nó khác màu da, khác màu cà phê sữa luôn. Lên giúp em màu lạ đi các chị, màu lạ. Chốt em màu lạ nha, đẹp lắm đẹp với chị, màu lạ giúp em, màu lạ em được con bộ hả bé? Dạ, có bộ một. Con bộ một phải các chị, lên giúp em màu lạ. Một bộ vàng cho chị, ủa cho chị Ngọc Hân. Vàng em chốt cho chị Ngọc Hân, 195.000 chị Gia Hân ơi, bữa nay em sale quá, còn có 95.000 à, rất là đẹp luôn. 55-57 kg trở lại mặc vừa, 1m58 trở xuống là mặc đẹp giúp giùm em ha. Mông tầm khoảng 97-98, màu lạ cho chị Hồng Hạnh, ok chị Hồng Hạnh. Rồi lên giúp em màu cam đất đi cái chị, em đang mặc là màu vàng nha. Đó, màu vàng, mặc mấy cái màu này cái chị mặc nhìn trẻ và nhìn rất là đẹp luôn, màu lạ em hết chị Triều Quỳnh ơi. Cái chị chốt ở trên live á, cái chị chốt ở trên live chốt kỹ giúp em nha cái chị. Mấy bạn nhà em chốt đơn không có chụp hình lại nha. Không có chụp hình lại cho cái chị nha mấy bạn nha, em chỉ đọc mã đồ đọc size lại cho mấy chị thôi chứ em không có chụp hình lại nha, mấy chị không có thời gian đâu mấy chị. Rồi chốt giúp giùm em màu này màu hồng cái chị. Đúng rồi, cái này cái hồng cho phim. Bà nội bắp, cam đất cho chị Ngọc Hân. Hồng cho bà nội bắp, cam đất cho chị Ngọc Hân. Vải rất là đẹp luôn nha các chị, cái vải nó rất là mướt, tầm ý dập ly giúp em rất là đẹp.
Dạ đúng rồi chị, đồ đẹp mà form nó nhỏ không mà form 55 kg trở lại không à. Rồi cái mẫu em đang mặc là hết rồi ha, cái mẫu em đang mặc là hết màu rồi đó. Kiên Lương, Kiên Giang. Chị Lan Lan ơi, các bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn trực tiếp cho mình, rồi chị đọc địa chỉ cho mấy bạn giùm em luôn nha. Ở bên em gọi điện được em mới đi đơn nha, cái chị không có màu đen chứ ơi. Bây giờ mà chọn nó còn được có mấy màu em mới sale đó. Cái mẫu này là hôm qua em vẫn bán còn 115 ngàn đó mấy chị. Nhưng mà tại vì bữa nay là nó hết rồi, nó còn có mấy màu à, nó trùng. Nó được 3 4 mẫu nhưng mà nó bị trùng màu trở lại. Đó, nên là em mới sale cho cái chị đó. Nè, được mấy màu xanh bơ nè. Nó lọt được có vài bộ màu khác nè, màu đen là không còn bộ nào luôn á. Nên là hàng sale là các chị không có được lựa màu, lựa mẫu là vậy đó. Cà phê sữa cho chị Cẩm Thúy Lê Cà phê sữa em chốt cho chị Cẩm Thùy Lê Thị. Ok chị. Rồi lên giúp giùm em mã này, cái chị lên giúp giùm em là 2.1 đi cái chị. Mã số 2 đi, mã số 2 nha. Mã số 2 đi, nó sẽ bị trùng màu trở lại đó, nên là cái chị lên giúp em mã số 2 nha. Rất là dễ thương luôn, mã số 2 giúp em màu xanh bơ nè. Mã số 2 lên mã số giúp em, đừng lên màu nữa nha. Cái mẫu đầu tiên thì lên màu, còn mẫu này lên mã số giúp em đi ạ. Qua cái mẫu khác rồi ta nó sẽ bị trùng màu trở lại đó. Mã số 2 giúp em. Mã số 2 màu xanh bơ các chị. Lên giúp em mã số 2, mã số 2. Đừng có lên màu nữa mấy chị. Chị Hoa Nhu lên giúp em mã số 2 đi Mã số 2 này là quần ống nhỏ. Chị Khoan nha. Khoan hả, khoan hả, chốt nha. Cái này là quần ống nhỏ nha. Chị nào ok quần ống nhỏ thì chốt. Đây. Đây đây cái chị thấy chưa ạ? Quần ống nhỏ giúp em. Mã số 2 quần ống nhỏ chị Hoa Như ok không, với chị Triều Quỳnh ok không chị đẹp ơi? Ok không ạ? Em có hai bộ. Chị coi kỹ mẫu đi rồi mình chốt. 55 57 kg trở lại chị, 55 57 kg trở lại à. Mong tầm khoảng 98 trở lại cái chị đẹp nha, em mặc vừa nha. Lạp xưởng, chị muốn mua lạp xưởng gì chị Đỗ Hạo ơi? Em đang đặt đơn lạp xưởng đó, cái chị đặt đi, em nhận đơn xong là ngày mai hàng về là em trả đơn nha. Về chuyến cuối nha, cái chị 63 kg mặc không được, chị Cúc Hoàng ơi 63 kg em sợ mặc không vừa. Cái này là tầm ý dập ly nha chị Út Quỳnh nha. Đâu rồi chị Hoa Như, chị Hoa Như với chị rồi chị Triều Quỳnh không lấy vậy chốt qua cho chị Nguyễn Thu. Quần ống nhỏ nha, em đang mặc là quần ống nhỏ, không phải là quần ống rộng. Mẫu em đang mặc là quần ống nhỏ, các chị coi kỹ mẫu giúp em chị Hoa Như ok không chị Hoa Như ơi? Đúng rồi chị Nhung Lê, bữa nay em sale 95 ngàn á chị, nó còn được có mấy màu à. Rồi mã số 3 giúp em, mã số 3 là màu xanh lá nè, quần ống nhỏ luôn. Em có là xưởng truyền thống là 190, lạp xưởng hầu lô, lạp xưởng trứng muối với tôm mai quế lộ là 200 ngàn chị nha. Rồi lên giúp em mã số 3, em có một bộ một à. Mã số 3 quần ống nhỏ các chị. Quần ống nhỏ mặc đẹp mà mấy chị, mặc gọn mà. Chốt em mã số 3. Mã số 3 nha. Rồi cái này là mã số 4 giúp em nè, mã số 4 em có hai bộ. Mã số 4 nha. Quá đẹp luôn cái vải, cực kỳ đẹp. Đúng rồi, đồ đẹp mà không có size lớn chơi. Mã số 2 cho chị Nguyễn Giang. Chị Hoa Như không có thấy chị Hoa Như trả lời nên là em không có chốt nha. Chị Hoa Như mã số 2 em nói quần ống nhỏ mà em hỏi nãy giờ không thấy chị trả lời nên em chốt cho chị Nguyễn Giang nha. Mã số 3 cho chị Lan Kim. Hả? Chị mặc nè. Không có bộ một à. Xanh bơ mới có hai bộ. Mã số 3 là có một bộ thôi, mã số 3 là bộ thôi, một màu xanh lá đó. À, chị là số 2. Số 3 em chốt cho chị Lan Kim là em hết nha chị Hồng Lê ơi. Chị Lan Kim nhớ bắt máy giúp em nha, chứ đẹp yêu ơi. Mã số 4 cho chị Nguyễn Giang một bộ nè, màu cà phê sữa, đẹp xuất sắc luôn mã số 4. Mã số 4, cái mẫu em đang lên là mẫu quần ống nhỏ hết nha các chị. Mẫu này là quần ống nhỏ đó, quần chín tấc ống nhỏ. Rồi chị Hoa Như là em không có chốt nha, không có chốt cho chị Hoa Như. Anh xã em chốt qua cho khách khác rồi đó chị. Rồi mã số 5 em có một bộ cái chị. Mã số 5 dạ 70 kg không có. Form này nó tầm khoảng 55 57 kg trở lại hả chị?
cao 1m58 trở xuống, mông tầm khoảng 98 trở xuống là các chị mặc bao đẹp nha. 95.000 chị Nguyễn Liên ơi, 95.000 chị đẹp. Rồi lên giúp giùm em là màu cam đất đi các chị, màu cam đất. Màu cam, ủa quên lộn, lên mã số 5 giúp em, mã số 5 là màu cam đất, em có một bộ một ha. Mã số 5 là màu cam đất nha, em có một bộ. Rồi mã số 6 là màu hồng nè. Cái mẫu em đang lên, em đang mặc ở trong người là quần ống nhỏ các chị. Rồi mã số 6 màu hồng em có một bộ luôn. Mã số 6 màu hồng em có một bộ. Dạ không, size 68 kg em không có chị Phan Nở. Mã số 5 ok chị Đỗ Hạo. 50kg cao 1m50, cái này không có size chị Lan Châu ơi. Chị 1m50 50kg là chị mặc được bộ mẫu này nha, nó không có size. Size 55 57kg trở xuống, có nghĩa là hàng nó resize chị nha. Mông 98 trở lại là mặc vừa. Cao 1m57 58 trở xuống là mặc đẹp. Số đó. Số 6 em chốt cho chị Nguyễn Thu. Mã này mã số 7 ha em. Mã số 7 em có một bộ luôn các chị, mã số 7 mộc da em có một bộ luôn nè. Vải là em bao xịn cho mấy chị luôn, tại vì nó còn, thứ nhất là nó còn trùng màu ha, nó còn được 3 mẫu mà nó màu nó có trùng lại màu không à, nó không có màu khác. Nó này là các chị có thể là lấy 3 mẫu 3 màu. Vải thì em bao xịn cho mấy chị luôn, phơm thì mặc rất là đẹp nha. 56 57 kg trở xuống, 1m58 trở xuống, mông 97 98 trở lại là mặc vô phơm hết giúp em, mặc bao đẹp luôn. Vải thì mặc bao mát. Mã số 7. Mã số 7 là bộ màu da nha các chị. Rồi, mã số 8, mã số 8 em được 3 bộ nè. Rất là đẹp luôn, mã số 8. Mã số 8, mã số 8 các chị. Mã số 8 các chị đẹp ơi, dễ thương quá chừng luôn. Mã số 8 nha. Mã số 7 chị Nguyễn. Dạ không có chị Úc Quỳnh nha. Mã số 7 cho chị Nguyễn Thu, mã số 8 giúp em mấy chị, mã số 8. Quần chính tất giúp em ha. Em 1m58 là em mặc tới mắt cá đó các chị. Em 1m58 là em mặc quần tới mắt cá đó. Rồi lên giúp giùm em mã số 8 giúp em, mã số 8. Mấy cái màu này các chị mặc lên rất là trắng da nha các chị đẹp. Mã số 8 thì chị Linh Vũ. Mấy màu này các chị mặc lên rất là trắng da, màu nó như màu cà rốt vậy đó. Rồi, mẫu này lên giúp giùm em mã số 9 là màu cuối cùng của mẫu này, mã số 9 giúp em. Mã số 9 nha. Mã số 3 em hết rồi chị Lê Kim Xuân ơi. Mã số 3 hết rồi đúng không? Không có size. Không có size nha chị Lê Kim Xuân. Bộ này em nhắc lại 55 57 kg trở lại thôi. Cao 1m58 trở xuống, mông tầm khoảng 97 98 trở lại là các chị mặc vô phơm hết giúp em, rất đẹp nha. Dạ còn kem kit nha chị Hồng Tuấn ơi. Size nhỏ không à chị Lan Châu. Size này mấy chị càng nhỏ người các chị mặc càng đẹp nha, càng dễ thương không có gì hết. Rồi chốt giúp giùm em màu này là màu mã số 9 đó chị. Mã số 9. Hàng nó không có size các chị, em nhắc lại hàng không có size. Nghe kỹ giúp em nha, còn đợi đúng cái số ký của mình thì không có. Hàng 55 57 kg trở lại, cao 1m58 trở xuống, mông 97 trở xuống thì mặc vô phơm hết giùm em. Rồi. Em đang bận là hết rồi chị, em đang bận là hết rồi. Màu xanh bơ nhưng mà hết rồi. Rồi, mã số 9 là màu vàng nghệ nè mấy chị. Lên giúp em mã số 9 nha. Mã số 9, mã số 9. Mã số 8 em chốt cho chị Linh Vũ. Rồi, tiếp đi mấy. Mẫu, tới mẫu gì? Mã số 10 giúp em, mã số 10. Đấy, mã số 9 là vàng nhẹ. Rồi mã số 9 em chốt cho chị Lê Kim Sương. Đúng rồi, áo dẹp ly rất là dễ mặc. 55kg đổ lại thôi nha chị Lê Kim Sương ơi. Nghe kỹ giúp em là mẫu này 55kg trở lại thôi nha các chị. Rồi, quần ống rộng, qua tới mẫu này là quần ống rộng trở lại giúp em ha. Lên giúp em mã này là mã số 10 các chị, màu vàng nữa nè. Mã số 10 quần ống rộng giúp em rất là đẹp luôn. Chị Lan Châu ơi, cứ theo dõi giúp em đi chị, chừng nào em lên mẫu khác thì sai số gì thì em báo nha. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị. Lên giúp em mã này là mã số 10 các chị, mã số 10.
Em có đọc tên là có đó chị Nguyễn Thu ơi. Dạ hỏi lại không nhớ nữa chị. Rồi chốt em mã số 10 như cái chị mã số 10. Quần ống rộng nha, mẫu này là quần ống rộng. Rồi. Mã số 11 em có một bộ, mã số 11. Cái chị nghe em đọc tên nha, chị nào chốt là em có đọc tên đó. Mã số 11 giúp em nha. Mã số 11 màu đỏ mận nè. Mã số 11. Rồi 12 là màu xanh. 12 là em có hai bộ, rất là đẹp luôn các chị. Mã số 12. Mã số 12 giúp em nha, mã số 12 này bác đọc. 11 cho chị Ngọc Hân. Chị Lê Kim Sương là chị mua giùm hay gì? Chị Lê Kim Sương là em nhớ chị hơi to đó, là chị mặc vừa không? Vừa không nha chị đẹp ơi, mong 97 98 trở lại giúp em nghe kỹ em đọc nha, hàng này em sale em không có hỗ trợ đổi trả nữa nha cái chị đẹp nhà em nha. Mã số 11 em chốt cho chị Ngọc Hân, 11 em hết, 12 cho chị Hồng Lê một bộ. 12 cho chị Hồng Lê một bộ rồi, 12 cho chị Trúc Đặng một bộ là em hết mã số 12 nè. Em 1m58 49 kg nè nha. Đó, là mặc giống như em mặc vậy đó. Nếu mà chị thấp hơn em thì chị mặc đẹp hơn em, tại vì mặc vừa hơn. Cái chị nghe kỹ số ký em đọc nha các chị. Hàng em không có hỗ trợ đổi trả nha. Tới đó kiểm tra hàng nói mặc không vừa là em không có, là em nót vô bơm hàng là không có lý do lý cháu gì hết trơn nha. Em nói trước cái hàng là không, cái hàng này size 55 57 kg trở lại, mong 97 98 trở lại giúp giùm em. Cao 1m57 58 trở lại là cái chị mặc vô form hết cái chị nhá. Chị bỏ Yến Nhi mã số 9 với mã số 10 màu vàng hai bộ. Ok chị bỏ Yến Nhi. Mã số 9 là quần ống nhỏ, mã số 10 là quần ống rộng nha chị bỏ Yến Nhi ơi. Em nhắc lại nha chị Lê Kim Sương, chốt kỹ giúp em nha. Em không có biết là chị mặc vừa hay là không mà size em đã tư vấn cho mình rồi đó. Em không có chịu trách nhiệm nha. Đó. Tại vì á là cái hàng này là em tư vấn rất là kỹ cho cái chị rồi, size số là em đã đọc lên hết rồi đó. Dạ không có nha chị Hoa Như ơi, em hỏi chị mà không có thấy chị trả lời. Nên là em chốt qua cho khách khác rồi. Này mã số 10 mấy em? Mã số 13 là màu cà phê sữa giúp em nha. Mã số 13 là màu cà phê sữa nè, rất là đẹp. Mã số 13 cho chị Trúc Đặng một bộ. Để thôi tới đó mà không vừa rồi xạ bơm hàng về, trả hàng về rồi em không có hỗ trợ đổi trả nữa. Sau bữa em tư vấn em nói mặc vừa nha. Cái chị tự canh giùm em đi nha. Mông 97 98 trở lại. Chiều cao 1m58 trở xuống. Cân nặng thì dao động là tầm khoảng 57, ví dụ 57 là cao 1m57 58 trở lại mà gọn gọn người á thì chị mặc ok, còn không thì 55 kg trở lại giúp em cho nó chắc ăn. Rồi, lên giúp em mã số 13. Tại hàng này em xả là bằng cái giá vốn luôn rồi đó các chị, bằng giá vốn luôn rồi đó. Chị Nguyễn Liễu khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em nha chị. Rồi cái này mã số 14 giúp em mấy chị. Mã số 14 là màu cam đất nè, rất là đẹp luôn. Mã số 14 giúp em nha, màu cam đất hoặc là màu ngói á. Em dơ cái form lên là cái chị mua hàng hoài là cái chị biết mình mặc vừa hay không rồi đó cái chị. Cái form này nè. Kèm theo em tư vấn cho cái chị nữa là cái chị rất là dễ. Mã số 14 giúp em nha, mã số 14 mấy chị. Chị Dương Phượng ơi, bây giờ em lấy cho chị một bộ mã số 9, còn bộ còn lại thì chị chọn giúp giùm em không có lấy giùm nha. Dạ em cảm ơn chị Mộng Tuyến rất là nhiều. Rồi mã số 14 giúp em với chị, mã số 13 cho chị Nguyễn Liễu nè. Chị Vạn Ân, 1 kg mực tráng, nửa ký khô gà, 1 kg lạp xưởng tôm. Ok chị Vạn Ân, em bấm đi. Có kem kit nha chị Hồng Tuấn ơi, em vẫn còn hàng nha chị. Mã số 13 cao 1m56 nặng bao nhiêu ký chị Kim em Quỳnh ơi? Bơm hàng có trả ship.
Cái này không có size nha chị Kim Ngọc Quỳnh ơi. Cái này không có size, nó chỉ có một size một thôi chị. Mã số 13 em hết rồi chị Kim, em Quỳnh ơi, chị chốt qua mã số 14 giúp em được không? Mã chị đang mặc là mã số 10 hả? Em đang mặc là mã số 10. Giống nè. Cũng mẫu nè bác. Còn mã số 13, ok, mã số 13 cho chị Kim em Quỳnh em còn nha. Mã số 13. Mở ra coi quần ống rộng hay quần ống ôm vậy? Cái mẫu của mình đây nè. Rồi, rồi, ok, chốt đi em. Rồi, mã số 13 em chốt cho chị vải không có co giãn chị. Cái này là tầm ý dập ly, cái chị đẹp nhà em nha. Tầm ý dập ly vải rất là đẹp, cái chị mặc mát lắm, nó đẹp hơn cái von của mình nhiều lắm nha. Dạ ok chị Thanh Thúy, em cảm ơn chị Thanh Thúy rất nhiều. Mã số 9 em hết rồi chị Dương Phượng. Ok chị Kim em Quỳnh, rồi bộ này là mã số 15, em có một bộ một hả? À, mã số 15 được mấy bộ? 15. Rồi mã này lên giúp em mã số 15 cái chị, mã số 15. Dạ táo đỏ em hết luôn chị Nguyễn Giang ơi, táo đỏ táo đen hết hàng, chế đẹp. Qua Tết em mới có, giờ là hết hàng luôn rồi. Rồi lên giúp giùm em mã số này là mã số 15 giúp em mấy chị, mã số 15 em, mã số 15 ha, màu da giúp em rất là đẹp. Cái vải mặt mát và rất là mướt cái chị ha, mã số 15 cho chị bộ màu hồng. Rồi, màu hồng sát pháo là mã số 16, em mặc bộ màu hồng cho các chị xem. Mã số 16 là màu hồng nha các chị đẹp, 95 nghìn. Mã số 16. 16 nè, quần 9 tấc nha. Em 1m58 là em mặc cái form quần nó cỡ này nè. Đó. Hình như còn á chị Kim Ngọc Quỳnh. Có. Em có còn đựng bộ hay gì á chị. Rồi chốt giúp giùm em mã số này là mã số 16 giúp em mấy chị đẹp nhà em, mã số 16. Em là 1m58 nha, em 49 kg. Mã số 15 cho chị Kim em Quỳnh chốt cho em. Rồi 15 em chốt cho chị Kim em Quỳnh. Chị 55 kg chị cao 1m56 ok là mặc đẹp luôn nha chị Kim em Quỳnh nha. Nhưng mà mông là 97-98 trở lại nha. Dành cho chị nào mông vừa với mông nhỏ thôi. Mông to thì mặc bộ này coi chừng không vừa nha các chị. Đây chị Kim Ngọc Quỳnh ơi, bộ này em chốt cho chị nha. Em còn được một bộ nè. Em chốt cho chị nha. Chị Thúy ơi cho em số điện thoại, quên cho em cân nặng và chiều cao. Ok chị Kim Ngọc Quỳnh nha. Em còn được một bộ. Chị đang mặc là 16 thôi bác. Em đang mặc màu hồng này là mã số 16. Rồi màu này mã số 17 giúp em mấy chị. Mã số 17. Chốt em mã số 17 nha. 17. Đẹp quá đẹp luôn. 17 cái chị đẹp nhà em. Quần ống rộng luôn nha. Quần ống rộng. Mã số 17. Chốt em mã số 17 rồi là em hết nha các chị. Hết. Còn mẫu nào nữa ta? Cái cọc đó là cọc mẫu gì vậy? Để qua cho chị đi. Rồi, qua giúp em tiếp tục. Mã số 18 cái chị, 95.000 bộ cái chị đẹp nhà em, cổ tim và cổ tim tay lỡ nha. Mã số 18 giúp em quần ống nhỏ giúp em luôn, quần ống nhỏ. Mã số 18 giúp em mấy chị. Đẹp quá đẹp với chị ơi, mã số 18 cổ tim nha. Cổ tim tay lỡ giúp em có cái dây rút nè. Mã số 17 cho chị Nguyễn Liễu. Mã số này mã số 18 giúp em nha các chị. Này 18 đúng không em? 18 quần ống nhỏ giúp em nha. Quần ống nhỏ. 16 cho chị Lê Kim Sương.
17 cho chị Trần Thị Tuyết Hồng. Rồi qua giúp em mã số 18 đi các chị. Mã số 18. Giải quá đẹp luôn các chị ơi. Mã số 18 em được 2 bộ. 18 nha, 18 màu xanh bơ em được 2 bộ. Mã số 18. 18 cho chị Trúc Đặng. 18 cho chị Nguyễn Liễu. Chị Nguyễn Thủy cho em cân nặng chiều cao đi chị. Rồi 19 cho chị, 19 có 1 bộ một à. 19 màu xanh đen em được 1 bộ nè. Mã số 19. Quần ống nhỏ giúp em nha. Em đang lên kiểu này là quần ống nhỏ, kiểu ở cổ tim này là quần ống nhỏ. Mã số 19. Tầm ý chị, tầm ý dập ly. Rồi 20 giúp em mấy chị đẹp nhà em. Mã số 20, mấy bạn nhà em gọi điện thì bắt máy giúp em rồi nói mấy bạn nhà em dồn đơn nha chị Kim Ngọc Quỳnh. Đồ này tầm khoảng 55-56kg trở lại mặt dừa nha chị. Cao 1m58 trở xuống. Cao 1m58 trở xuống, mông tầm khoảng 98 trở lại là mặt dừa. 19 cho chị Hoa Như. Rồi mã số này là mã số 20 cái chị. 20 là màu xanh lá nè. 20 em có 1 bộ một màu xanh lá. Mã số 20. Ống nhỏ ống rộng gì mặt cũng đẹp hết trơn á cái chị. Mặt nó cũng nhìn nó cũng ok hết trơn á. Mã số 20 giúp em ơi. Lấy bọc khác luôn đi. Mã số 20 giúp em. Mã số 21 màu cam đất. 20 cho chị Lan Châu. Các chị nghe kỹ số ký nha. Hàng sale rồi là em không có hỗ trợ đổi trả nữa nha các chị. 56-57kg trở xuống. Mông 97-98 trở lại. Cao 1m57 58 trở xuống giúp giùm em thôi. Rồi chốt giúp giùm em mã này lên giúp giùm em. Mã số 21. 20 em hết. 21. 21 giúp giùm em rất là đẹp. Mã số 21. Cái form này rất là đẹp luôn các chị. Cái form áo dập ly này đẹp lắm. Vải mặt mướt luôn. Mã số 21 là màu em đang mặc ha. Em có 2 bộ. Mã số 21. 21 màu cam đất quá đẹp luôn. Cái dây này về các chị buộc lại giùm em. Mã số 21 các chị. 22 giúp em. 22. Thay vì mình ở nhà mình mặc đồ bộ, đồ pyjama, đồ hoài đó, lâu lâu cái chị thay đổi mấy bộ này nè, mặc vừa mát mà vừa đẹp nữa. 21 cho chị Hoa Như. Rồi 22 giúp em. 22 là màu cà rốt nè. 22 giúp em nha các chị. 22 quá đẹp. 22 giúp em. Rồi bộ này bị lỗi rồi đó. Cái quần nó bị lỗi rồi. 21 cho chị Trúc Đặng. 22 giúp em mấy chị. 22 là màu này. Còn một bộ à. 22 em chốt cho chị Nguyễn Mai. 22 quần ống rộng. 22 quần ống rộng. Chị Nguyễn Mai ơi, ok hả chị Nguyễn Mai. 22 là quần ống rộng em chốt cho chị luôn nha. 22 quần ống rộng cho chị Nguyễn Mai. Rồi 23. 23 cái chị. Em dơ lên là em có nói hết rồi đó. Chị Đặng Thiết coi giùm em đi chị. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha. Mã số 23 quần ống ôm. Lên giúp giùm em là mã số 23. 22 em hết. 23 em có 1 bộ. 23 em có 1 bộ nha. Rồi lên giúp em mã số 23 màu cà phê sữa. Mã số 23. Rồi lên chốt giúp em mã số 24 nè.
Mã số 24 màu vàng. Đẹp quá. Rồi, quần ống nhỏ giúp em luôn. Mã số 24 quý chị, mã số 24. 23 còn không em? Chốt cho chị Nguyễn Huy. Chị Nguyễn Huy khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại. Các chị ơi, hàng sale các chị lưu ý giúp em những chị khách mới nè. Mua coi kỹ mẫu giúp gì mà em rồi mình chốt nha. Mua kỹ mẫu, coi kỹ mẫu giúp em. Cái này là tầm ý dập ly. Size cho các chị tầm khoảng 55-56kg trở xuống. Mông 97-98 trở lại. Cao 1m58 trở xuống giúp giùm em là mặc được. Được. Nên là các chị đẹp nhà em chốt kỹ, coi kỹ mẫu rồi mình chốt. Chốt thì lên cân nặng chiều cao, khách mới thì lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giùm em. 95.000 em có ghim giá đó chị. Không có size lớn chị Lê Thị Chính. Các chị coi kỹ giúp giùm em ạ. Còn mình còn đang phân vân cái gì thì mình đừng có mua cái chị. Chừng nào mình kỹ đi rồi mình mua. Đơn gọi chiều ngày hôm qua không có nhờ mấy bạn nhà em giữ đơn lại thì đơn đã đi rồi nha chị. 58kg cao bao nhiêu chị Nguyễn Huy ơi? Em nhắc lại một lần nữa, 56-57kg nha. Rồi chị nào 58kg thì chị coi coi là những cái tư vấn sau em chốt cho mình đó, mình mặc vừa hay không. Đó. 1m6 mặc thì cái chị chịu lửng lửng thì cái chị mặc nha. Tại vì form áo này nó thiết kế không có dài. Quần thì quần chín tấc. Em 1m58 là em mặc nó cỡ này nè. Đó, nên là em tư vấn cho chị nào á 1m58 trở xuống thì cái chị mặc nó sẽ đẹp. Nó vô form. Mông tầm khoảng 97-98 trở lại. Rồi thôi chị Nguyễn Huy với mấy chị Nguyễn Huy bỏ qua đi em. Chị Nguyễn Huy chốt mẫu khác giúp em đi chị, mẫu này đừng chốt. Về mất công mấy chị lại mặt nhỏ, mặt bự rồi mặt ngắn, mặt dài nữa nha. Em dơ bộ đồ lên là các chị nhìn là các chị biết mà cái mẫu đó mình có thích mặc hay không. Mình cảm thấy mình mặc được hay không, người ta tư vấn cho mình như vậy là mình cảm thấy mình mặc được không. Ngắn tí xíu cũng được, không sao hay là sao đó. Thì các chị muốn thì các chị chốt, còn không thì bỏ qua cái mẫu này giùm em đừng chốt. Để chốt xong rồi em cho mấy chị kiểm tra hàng, cái mấy chị nói mặc không vừa. Rồi gửi chị mặt chật, mặt rộng, mặt ngắn gì cho chị thấy nó ngắn rồi mất công bơm hàng về của em lắm. Rồi chốt giúp giùm em nha. Lên giúp giùm em mã số này, mã số nhiêu em? 24. Em tư vấn cho cái chị vậy đó, em nói hết rồi đó. Cái chị đồng ý thì cái chị mua. Còn không thì bỏ qua chọn mẫu khác giùm em nha. Lên mã số giúp em chị Dương Thị Mười. Lên mã số giúp em nha. Chị Võ Yến Nhi ơi, thông cảm giúp em là tất cả đơn hàng em đều gọi được em mới đi đơn nha chị. Gọi không được là em không có đi đơn nha. Nếu như mà cái chị không có nghe điện thoại kịp thì cái chị thấy cuộc gọi nhỏ hay gì đó cái chị gọi lại giùm em. Mã số 25 cái chị, mã số 25 màu cam đất. Chị cao 1m50, chị 1m50, 57kg mặc vừa không chị Huệ Nguyễn? Mông tầm khoảng 97-98 trở lại đó, coi giùm em có mặc vừa không chị? 57kg là cho chị nào cao trên 1m55 đó chị, 1m50 chị mặc vừa không? Coi mặc vừa không chị Huệ Nguyễn? Để chị trả hàng, bơm hàng em lần này nữa là em không bán cho chị nữa đó. Nên là coi kỹ giúp em đi rồi hả chốt. Rồi lên giúp em mã số 25 cái chị, mã số 25. 25 là bộ em đang mặc nha, 25 là bộ em đang mặc. Là được đúng không chị? Mã số 24 vàng. Ok, em chốt cho chị Huệ Nguyễn.
Em tư vấn cho các chị ở trên live rồi, khi mà chốt đơn đừng hỏi lại mấy bạn chốt đơn nữa nha các chị. Mấy bạn chốt đơn mấy bạn không có biết size số để mấy bạn tư vấn đâu ạ. Chỉ có những cái bộ nào có size số sẵn mấy bạn tư vấn quen rồi mấy bạn mới tư vấn cho các chị được thôi. Còn những cái form mà nó resize như thế này em sẽ là người trực tiếp tư vấn cho các chị ở trên live, các chị đừng hỏi lại mấy bạn. Rồi mã số 26, 25 là em đang mặc nha, không có 67kg nha chị Nguyễn Loan ơi. 67kg nó sẽ là mẫu khác nha chị, mẫu đồ bộ khác. Còn mẫu này nó có một size một hả chị? Mã số này mã số nhiêu? Ok chị Nhân Nguyễn. Em hay đọc chị là chị Nhàn Nguyễn. Ok chị Nhân Nguyễn nha, 25 em chốt cho chị. Rồi mã này lên giúp em mã số 26 cái chị, màu cà rốt nè. Quần ống nhỏ giúp em nha, 95.000 một bộ cái chị. Size 55 56 kg, trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Mông 97 98, cao 1m57 58 trở xuống rồi. Còn cao hơn nữa là cái chị mặc em sợ nó bị ngắn nha. Cái áo nó bị ngắn. Tại form này là form áo với form quần, quần chính tất áo thì nó vừa thôi. Mã số 27 các chị, mã số 27. Tầm ý dập ly giúp em rất là đẹp. Em tên Mỹ Duyên. Dạ ok chị, 26 cho chị Huệ Nguyễn. Mông 97 98 trở lại là cái chị mặc đẹp nha. Mông to hơn nữa cái chị mặc không vừa. Tại giải này nó không có co giãn. 50kg, 1m50 là mặc được. Chị Lan Châu nha. Chị đo cái mông giùm em thử coi mông của chị là tầm khoảng bao nhiêu nha. Mông 97, 98 trở lại thì mặc ok. Dạ em cảm ơn chị Vân Trần rất là nhiều. Rồi mã số này nhiêu em? 27 là màu cà phê sữa cái chị nha. Rồi em qua mẫu khác. Hết rồi đó, cái mẫu này là hết màu rồi đó. Màu hồng hả? Hả? Trăm tư hả? Lấy tiền trả giùm chị đi. Đó là tiền bỏ trên kia rồi, bỏ trên phòng rồi. Bông có bông. Cho chị mượn đi. Gì? Trời ơi trời. Tiền bỏ trên lầu hết rồi. Có không? Có chị lên chị lấy. Nãy bỏ túi thay đồ bỏ chở nè. Quần ống rộng có. Chị Trần thì Tiết Hồng ống rộng em có. Mã số 2 là mã nào vậy ta? Chị ơi mã số 2 hình như em hết rồi. Mã số 2 bây giờ chị dòng là mã số 2 là em không biết cái mã nào luôn á chị Hiền Nguyễn. Tại em lên tới luôn á. Giờ không biết mã số 2 còn không nữa. Nên là chị chốt qua cái mẫu khác giúp giùm em ha. Rồi lên tiếp nha các chị đẹp. Đây cái màu này đẹp nè. Cái này nó sẽ là gãy nhật nha các chị đẹp. Cái này hàng này, cái vải này là gãy nhật nè. 24 em chốt cho chị Dương Thị Mười. Gãy nhật giúp em nha, gãy nhật. Gãy nhật này vải vô cùng đẹp luôn. Chị Dương Thị Mười ơi, lên cân nặng chiều cao kèm đến số điện thoại giúp em. Ủa chị chưa có. 1m57, 53kg, màu vàng. Hồi nãy là chị chốt mà em chưa có chốt cho chị nè. Mã số 24 nè, coi coi. 24 là màu vàng á. Bung ra, coi cho nó dễ. 24 em chốt cho chị Dương Thị Mười. Hôm nay chưa có lạp xưởng nha chị Thái Ngọc Duyên nha. Lạp xưởng ngày mai em mới có hàng. Ngày mai em về em phải phơi lại cho chú chị cái nữa. Xong rồi em mới hút chân không rồi em mới gửi. Rồi chốt giúp giùm em màu này với chị đẹp nhà em. Mã số này mã số 30 giúp em ha. Mã số 30 cái này là gãy nhật giúp em rất là đẹp luôn nè. Chốt giúp giùm em mã này là mã số 30 cái chị đẹp nhà em. Mã số 30 95.000 một bộ gãy nhật giúp em. Ừ đúng rồi, khui ra luôn đi bé. Khui ra rồi nói với bé Như vô bọc luôn đi, hơi hút chân không luôn. Mã số 30 giúp em với chị đẹp nhà em. Mã số 30 chọn trực tiếp trên đây giúp em nha chị Nguyễn Liễu ơi. Em lên rồi mình chọn giúp em ha. Mã số 30 em chốt cho chị Nhàn Nguyễn một bộ nè.
Rồi bộ này người ta bán tới 185.000 đó cái chị đẹp, nhà em còn giá luôn nè. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha, lên giúp giùm em bộ này là mã số 30 cái chị đẹp nhà em, mã số 30 gãy nhật giúp em. Còn giá luôn nè cái chị, 185.000 em bán cho cái chị 95.000 à. Mã số 30. Gãy nhật rất là đẹp. Rồi mã số 31. Mã số 31 cái chị đẹp nhà em, mã số 31. Màu vàng. Vàng này vàng nó hơi đậm hơn hồi nãy nha. Vàng nó hơi đậm hơn tí xíu đó. Gãy nhật. Giả này là mặt bao bao mát luôn các chị, dạ mặt một hơi tự động nó thẳng cái vải ra luôn á mấy chị. Rồi mã số 30 em chốt cho chị Mai Phượng một bộ. 31 các chị, 31 là vàng nó hơi đậm hơn tí xíu, 31. 31 các chị đẹp nhà em nha, 31. Em chốt cho chị Huệ Nguyễn. Năm mươi lăm năm sáu ký trở lại hả chị Nguyễn Thủy ơi, form này form nhỏ nha chị. Rồi cái màu này nó đẹp nè các chị, mã số 32 giúp em, mã số 32. Mã số 32 giúp em mấy chị yêu ơi, mã số 32 cái màu quá đẹp luôn các chị. Mã số 32. Rồi 33 giúp em nè. 33 cái chị đẹp, 33 có một bộ một à. 33 ha. 32 em chốt cho chị Nguyễn Liễu. 33 giúp em, 33 cái chị. Thêm 32 cho chị Võ Yến Nhi. Ok chị đẹp. Rồi em hết 32. Vàng bò, em có một bộ màu vàng bò. Vàng bò này là kiểu kiểu khác nha các chị. Có một bộ một hả? 95.000 một bộ chị. Mã số 32 em hết. Chị Dương Thị Mười ơi. 32 hết đúng không em? 32 em hết nha chị Dương Thị Mười. Bộ này mã số nhiêu rồi em? 34 cái chị, màu vàng bò. Mã số 34 giúp em. Em có một bộ một hả? 34 nha, mã số 34. Rồi em hết cái mẫu này. Mã số 34 rồi em hết cái mẫu đó. Rồi mã số 35. 35 quần ống rộng. 35 giúp em. Mét 67 mặc không được nha chị Mai Hồng Ngọc Mai ơi. Bộ này mét 57 58 trở lại thì mặc đẹp chị. Ok chị Nguyễn Liễu chọn trực tiếp ở trên đây giúp giùm em. Rồi bên em sẽ gọi điện cho mình nha. Anh em sẽ gọi điện. Đơn này chút xíu tầm khoảng 2 giờ mấy bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho cái chị đẹp nhà em luôn. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha cái chị đẹp nhà em. Rồi mã này lên giúp em mã số 3 mấy ba? 35, 35 cái chị quần ống rộng nè. Màu xanh lá này đẹp lắm. Cổ ở phía trước nó là ngọc trai nha. Ở phía sau nó là tim dây vậy nè. Bộ này mặc rất là dễ thương. Chốt em mã số 35. 35 em có một bộ. 36 em có một bộ luôn. Màu hồng. 36 cái chị, 36. 95.000 à cái chị, tầm ý. Cái này là tầm ý dập ly ha. Cái kiểu này là tầm ý dập ly. Vải mặt rất là mát luôn. Rồi chốt giúp giùm em mã số 36. Em có một bộ luôn. Rồi mã này mã số 37 các chị, 37 có một bộ luôn. Tay cánh tiên. 35 em chốt cho chị Nguyễn Liễu. 36 cho chị Hồng Lê. Tầm ý dập ly nha chị. 35 em hết. Chị Huệ Nguyễn. 37 tay cánh tiên, cái bộ này dễ thương lắm luôn nè mấy chị. 37 các chị, 37. 37 tay cánh tiên. 35 em hết. 37 giúp em nha, 37 màu hồng. 37. 37 có một bộ một à. Rồi. Còn mẫu cuối cùng nha các chị đẹp nha em. Mẫu cuối cùng. Ba sáu em hết các chị, em còn bộ 37. 37 cho chị Huệ Nguyễn.
Bộ này 55 kg trở lại các chị. 55 kg trở lại. Bộ cánh tiên này rất là dễ thương. Bộ cánh tiên này em bữa em bán nhiều lắm nè. Ống rộng giúp em luôn nha. 55 kg trở lại là cái chị mặc đẹp. Mã số 38 giúp em. Mã số 38 ta cánh tiên cổ vuông dễ thương lắm. Lên em mã số 38 nha chị. Mã số 38. 38, màu này mặc rất là đẹp nha. Mẫu này mặc dễ thương đó. 38 em chốt cho chị Lan Châu một bộ. Ok chị Nguyễn Thủy. Để năm sau đi, em qua cái đợt Tết này xong rồi á là em sẽ săn hàng size lớn cho mấy chị mấy bộ dập ly nha. 55 kg trở lại chị Trần Khải. 55 kg trở lại, cao 1m57, 58 trở lại, mông tầm khoảng 97, 98 trở lại là cái chị mặc đẹp nha. Ok chị Hồng Tuấn, em chốt cho chị Hồng Tuấn thêm một hộp kem kit nữa. Hôm bữa là em có gửi đơn cho chị là của chị Nhung Võ Đặt á, là em có gửi một đợt rồi đó chị. Cái này là chị lấy đợt này lấy thêm hai hộp nữa đúng không? Rồi lên giúp giùm em mã số 38 đi các chị. 55 kg trở lại là mặt đẹp nha. 38. 39 là màu hồng. Hồng sát pháo giúp em rất là đẹp luôn. 'Ống rộng luôn, màu hồng. Trời dễ thương quá à. Bộ này 55 kg trở lại đây nha. Cái form này nó nhỏ, form này nhỏ gọn lắm. Dập ly rất là dễ mặc các chị. Dập ly mặc dễ thương, đẹp. Giải tầm ý nữa. Rất đẹp luôn nha. Đồ đi chùa hả, đồ bà lai em hết hàng rồi chị. Không còn bộ nào hết. Vậy hả chị Lan Châu, rồi ok chị. Rồi lên giúp giùm em, nãy em có mấy mẫu ống nhỏ đó chị. Cái form này em có ống nhỏ mà. Mẫu này có ống nhỏ. Rồi chốt giúp giùm em mẫu này nha. Lên giúp giùm em mã này là mã số nhiêu rồi ta? 39 nha chị. 39 là màu hồng nha. 55 kg trở lại. Mấy bộ này chị nào mà 55, 50 kg đồ nè, 52, 53 đồ là mặt đẹp. Rồi em có một bộ này. Màu này nó là màu lạ nè các chị. Mã số 40. Dễ thương quá, có một bộ một à. Mã số 40 các chị. Mã số 40. Em có một bộ. Mã số 40. Mã số 40 giúp em nha. Rồi 41, cái chị đẹp nhà em ơi, 41. 40 em chốt cho chị Hoa Như. 41 cái chị, 41. Đẹp, xuất sắc cái chị đẹp. Vàng. Vàng mặc lên trắng tươi. Mã số 41 giúp em nha, mã số 41. 41 em có hai bộ. Rồi, bộ cuối cùng là màu da. Mã số 42, rồi là em hết chứ chị. Mã số 42, em hết nha. Màu này quá dễ thương luôn. 42, 42 giúp em. Rồi là em hết. 40 em hết rồi chị. 40 có 1 bộ 1 à. Mã số 42 giúp em với chị. 42 là màu da. Rồi em hết mẫu này nha. Hết von dập ly nha các chị đẹp. Von dập ly em hết mẫu. Ok, 41 màu vàng em chốt cho chị Trần Hồng. Ủa là lộn, chị Trần Thị Tuyết Hồng. Chị Trần Hồng cho chị hai bịch nửa ký. Táo đen em hết rồi chị Trần Hồng ơi. Táo đen, táo đỏ em hết hàng rồi chị. Là xưởng. Là xưởng thì bữa nay em về hàng để em có cho mấy chị ha. Chị Hoa Như ơi, em không nhớ mấy bộ nữa chị. Chút xíu mấy bạn nhà em chốt đơn thì mấy bạn đọc cho chị. 42 mã da em chốt cho chị Linh Nguyễn. 65 kg không có chị. 42 kg cho chị Gia Bảo. Bộ em đang mặc, mẫu em đang mặc là chỉ 55 kg trở lại thôi nha các chị. Mã 42 cho chị Kim Em Quỳnh. Rồi em hết mẫu dập ly nha. Tiếp cho các chị, em lên tiếp cho các chị đẹp nha em.
Dạ dập ly không có 60 kg chị. Dập ly đợt này form nhỏ, không có 60 kg. Bây giờ em sẽ lên cho cái chị đẹp nhà em thêm mẫu gì nữa đây ta? Dạ không nha chị Lan Châu ơi, em có một loại, một là kit 22 là nâng cơ xóa nhăn ha, cung cấp ẩm, chống lão hóa, và nó là kim luôn cái kem chống nắng nha, kim luôn là chống nắng cho mình thôi. Em chỉ có một loại đó thôi chị, nó chuyên về dưỡng, em không có xài, em không có xài, em không có bán mấy cái đặc trị. Em lên áo bà ba bông cho cái chị nha, lên áo bà ba bông đi cái chị, 65.000 một áo. Em lên áo bà ba bông nha. Lên áo bà ba bông cho cái chị đẹp nhà em đi ạ. Áo bà ba bông mặc Tết nè các chị. Hai trăm rưỡi. Em đang bán thanh lý đó chị, giá công ty là 649 ngàn ha. Nhưng mà tại vì em không có làm bên đó, nó không có thời gian nên là em thanh lý giá còn 250 một hộp. Đây cái hộp kem của nó. Cái này em bóc cái vỏ ra rồi, cái này em đang xài. Cái chị ấn lên kem nó sẽ tự chòi lên ha. Rất là đẹp, rất là ok luôn. Xài rất là vệ sinh và nó rất là tiết kiệm các chị. Cái dạng của nó, kem của nó giống như là sữa chua vậy đó. Chị đẹp nhà em nha. Lên đồ vải hoa đi chị, vải hoa là hiện tại bây giờ là em còn một lô vải hoa là em còn một lô cách tân nha chị. Em còn một lô cách tân với lại là quần giả váy à. Mẫu hoa bây giờ em còn có hai lô à. Với bà ba bông nè các chị, bà ba bông 65.000 một áo nha, 65.000 một áo, rất là đẹp luôn. Rồi một hộp kem kit em chốt cho chị Lan Châu. Rồi em lên bà ba cho các chị nha. Bà ba 65.000 một áo, quần em đang mặc á là quần lụa, cái chị đẹp nhà em nha, quần lụa. 95.000 em có màu trắng với màu đen. Cái chị muốn mua màu trắng, màu đen gì cũng được hết, quần lụa nha. Em có lụa 95.000 màu trắng với màu đen. Em có một cái quần lụa này nữa. Chỉ có màu đen thôi. Nha, chỉ có màu đen thôi thì là 80.000 nha. Rồi, quần chất thun lai dông, cái này bằng thun. Chị đẹp nha, bằng thun thì em có màu đen thôi. Nhưng mà em sẽ có quần ống nhỏ và quần ống rộng, em đang cầm là quần ống rộng, quần ống nhỏ nó không có trên đây rồi. Quần ống rộng là 55.000, còn quần ống nhỏ là 50.000. Rồi, em có ba cái loại quần cho các chị có thể là lựa chọn quần nào cũng được. Còn em đang mặc cái này là quần lụa 95.000 ha. Áo em đang mặc là 65.000 một áo các chị. Em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là mã bông riêu, hàng này là hàng em có size. À, từ size 1 đến size số 6. Cái này có size không? Chị quên rồi bé. Qua coi, bước qua coi em chị coi như. Cái này tới size số mấy? Mua bà ba về mặc Tết đi cái chị. Giờ là mình đang hướng về đồng quê đúng không? Hướng về đồng quê, mặc bà ba đi về quê. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp giùm em. Mã này là mã bông riêu. Cái chị đẹp nhà em, bông riêu. Bông riêu chốt giúp giùm em. Cái này là bông đỏ cái chị. Cái này là bông đỏ giúp em ha. Bông giùm em. Cái này là bông trắng giúp em. Bông trắng. Rất là đẹp luôn cái chị đẹp nhà em. Bông trắng giúp em nha. Rồi chốt giúp giùm em. Mã này là mã bông nâu. Chốt em mã bông nâu nha. Bông nâu. Dập ly 1m50 62 kg, không có hàng nha chị, không có size của chị nha chị Thúy Nguyễn Thị nha. Rồi chốt giúp giùm em mẫu này nha các chị, lên giúp giùm em mẫu này là màu bông xanh. Chốt em là bông xanh. Bông xanh, rồi bông cam giúp em. Bông tím là mình hết luôn ha, em không còn cái nào luôn hả? Cho chị cái bông tím đi. Rồi cái này là bông cam giúp em đi các chị, bông cam.
Rồi bông vàng ai da. Bông vàng em còn được có hai cái à, bông vàng cái đó size mấy vậy bé Như? Cái 3 với cái 5. Kìa kìa bông vàng, chị đang hỏi bông vàng mà. Rồi bông vàng em còn đựng cái 1 với cái 2 cái chị. Bông vàng em còn đựng cái size 1, cái size 2. Rồi bông tím là em còn được 3 với 5. Mấy chị đẹp chốt giúp em nha. Bông tím em còn được 3 với 5 rất là đẹp luôn nè. Size 3 là 55 đến 60 kg. Size số 5 là 65-70 kg. Cái chị đẹp nha, em mặc vừa. 65 ngàn một áo cái chị, rất là đẹp. Rồi chốt em mã bông riêu ha. Mã bông riêu. Bông tím nè. Đúng rồi, quần lụa này là vải bóng. Chị không thích vải bóng thì chị lấy quần lụa loại 80 nè chị. Lụa 80 thì nó không có bóng nhiều nha. Quần lụa 80 là lụa giống như là lụa, gọi là lụa sao ta, lụa nhám á nha, lụa nhám. Rồi em đang mặc là lụa bóng, nhưng mà nó không phải bóng như phi nha chị. Nó không phải bóng như phi bóng của mình nha. Cái lụa của nó bóng, nó đẹp hơn nhiều. Một cái bông xanh size số 4 còn không em? Cho anh chị ạ. Còn không? Bông xanh 4 em chốt cho chị Mai Phượng. Bông xanh bông tím size số 3 cho chị Trúc Đặng. Rồi bông tím đó chị, bông tím em còn được 2 cái 5. Cái 3 em chốt cho chị Trúc Đặng là em hết, là em còn được 2 cái size 5. Size 5 là 65-70 kg. Chị đẹp nha, em mặc vừa ha. 65-70 kg. Eo tầm khoảng 90-92 trở lại. Bông nâu size số 3 cho chị Trúc Đặng luôn. Bông nâu 3 cho chị Trúc Đặng. Bông vàng em còn được cái 1 với cái 2 nè các chị. Bông vàng em còn được cái 1 với cái 2. Rồi bông vàng em còn được cái size 1 với cái size 2. Các chị đẹp chốt giúp em ha. Mã bông vàng. Size 1 50 kg trở xuống, eo tầm khoảng 70-72 trở lại. Các chị đẹp nha, em mặc vừa. Rồi lên giúp giùm em mã này là bông cam. Bông cam các chị đẹp nha, bông cam. Quần lụa size số 4 cho cô Vân. Chị cô Vân ơi, chị có đơn hàng thì gộp chung vô giúp giùm em nha. Gộp chung vô giúp giùm em. Tại vì thường một cái đơn quần là em không có đi đơn. Vàng 2 em chốt cho chị Triều Quỳnh. Bông vàng 2 cho chị Triều Quỳnh. Rồi bông cam giúp em cái chị đẹp, bông cam. Chốt em mã bông cam nha. Rất là đẹp luôn các chị ơi. Chốt em mã bông cam các chị, bông cam kèm size giúp em nha, bông cam. Chất vải thun ati có co giãn nha các chị đẹp nhà em. Thun là nó có co giãn. Rồi bông xanh giúp em đi các chị, bông xanh. Bông xanh em còn từ size 2 trở lên, hết 1 rồi. Đúng rồi, tất cả em mặc là đều là size 1 hết nha các chị. Cái nào mà còn size 1 là size nhỏ nhất là em mặc. Còn cái không thì ví dụ như cái bông xanh này còn size 2 thì em mặc size 2 nha. Rồi chốt giúp giùm em mẫu này nha. Lên giúp em mã bông xanh. Bông xanh kèm size giúp em. Bông xanh kèm size các chị đẹp nhà em. Rất là đẹp. Áo là 65.000 một áo chị. Áo bà ba em đang mặc là 65.000. Quần em đang mặc là quần lụa, em có màu trắng với màu đen là 95.000. Em có một loại lụa nhám nữa là 80.000. Còn quần thun á thì em có màu đen, nó có ống ôm và ống rộng là 55, ống ôm là 50. Cho em vòng eo đi chị Yến Nguyễn ơi. Chị Yến Nguyễn cho em vòng eo đi chị. Eo 90-92 trở lại thì mặc size 5 giúp giùm em là vừa. Eo 90-92 trở lại mặc size 5 giúp em là vừa nha. Rồi lên giúp giùm em mã bông xanh các chị đẹp nha em. Bông xanh kèm size giúp em. Rồi mã này lên giúp giùm em mã bông nâu đi các chị đẹp. Mã bông nâu. Chốt em mã bông nâu các chị đẹp nha em. Bông nâu kèm size giúp em luôn. Bông xanh size số 4 cho cô Vân. Bông xanh size số 2 cho chị Mừng Nguyễn. Rồi chốt em mã bông nâu các chị. Cái bông nâu này đẹp lắm nè. Nâu này các chị mặc lên trắng da lắm. Nền nâu mà lên bông cam rất là đẹp. Lên giúp giùm em mã bông nâu ha.
Rồi cái này lên giúp em bông trắng nha chị, bông trắng. Vàng 2 nãy mình còn không em? Vàng 2 hết rồi đúng không? Vàng 2 em hết rồi chị Diễm Nguyễn. Bông nâu size số 1 em chốt cho chị Vàng Nguyễn. Rồi lên giúp em mã này là mã bông trắng đi cái chị đẹp nhà em, bông trắng. Bông trắng kèm size giúp em luôn rất là đẹp. Chốt em mã bông trắng nha, bông trắng kèm size giúp em luôn. Rồi bông cuối cùng là bông đỏ. Cho chị cái cọc đó lên luôn đi bé. Cọc lẻ đó lên luôn đi. Đây, thể hết lên cho chị. Bông nâu size số 2 em chốt cho chị Mừng Nguyễn. Rồi bông đỏ giúp em luôn. Bông đỏ này thì cái chị mặc Tết nha. Chị nào mà có mặc để đi chụp hình đi này kia rồi đó, cái chị lấy ba bông á, màu tươi tươi lên, mặc chụp hình lên là nó sẽ rất là đẹp. Rồi chốt em bông đỏ cái chị. Bỏ bông xanh size số 4 của cô Vân qua đi em, đổi thành bông nâu giúp em ha. Dạ không có chị, năm nay em không có lên bà 3 4D. Năm nay em chỉ có lô bà 3 bông cho mấy chị thôi, không có bà 3 4D ha. Không có bà 3 bông với bà 3 màu à. Bông trắng size số 4 em chốt cho chị Ngà Nguyễn Thị. Chị Ngà Nguyễn Thị khách mới, lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em chị. Mẫu này em không có size số 6 nha chị. Mẫu này em có tới size số 5 mà, không có size 6. Khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em. Không có màu trắng trơn chị Tuyết Trinh. Chốt em mã bông đỏ nha cái chị đẹp nha em. Bông đỏ, bông đỏ kèm size giúp em rất là đẹp luôn nè cái chị. Đỏ lên với vàng, xuất sắc. Lên em mã bông đỏ nha. Rồi chốt em mã này mã bông hồng. Bông hồng em còn được mấy áo. Bông hồng em còn được size 2, size 4, size 3. 2, 3, 4 em còn được mấy áo. 2, 3, 4 nha. 2, 3, 4 cho mã bông hồng. 2, 3, 4 cho mã bông hồng các chị đẹp. 65 ngàn. Quá rẻ luôn các chị. Mặc rất là đẹp. Khỏi đi mai. Mua 3 cái áo bên em bằng đi mai một cái. Rồi lên giúp giùm em mã bông hồng các chị đẹp nhà em. Bông hồng. Bông hồng giúp em nha. Bông hồng kèm size giúp em luôn các chị. Bông hồng. Chốt em mã bông hồng, bông hồng. Không có chị. Em không có bán giải. Rồi lên giúp giùm em bộ này. Họa tiết grill giúp em, họa tiết grill em còn duy nhất size số 3 cho mấy chị thôi ạ. À. Họa tiết grill em còn duy nhất size số 3 thôi ha. Ủa họa tiết cam chứ, lên giúp nè em, cái này là họa tiết cam. Em còn duy nhất size số 3 thôi cái chị đẹp nhà em. 55 đến 60 kg, eo tầm khoảng 80 82 trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa. 55 đến 60 kg. Họa tiết cam giúp em ha, 62 kg. 62 kg cao mét 63, eo tầm khoảng bao nhiêu chị Ngà Nguyễn Thị? Eo của chị tầm khoảng bao nhiêu chị? Eo 82 trở lại thì mặc size 3 giúp em thôi, còn trên 82 thì lên size 4. Bảy ba ký size số 4 không vừa chị, 73 ký phải mặc size 5 size 6 gì giúp em ha. Eo 90 92 trở lại thì mặc size 5. 73 ký mặc size 3 không có vừa ha. Họa tiết cam size số 4 không có chị Nhàn Nguyễn. Họa tiết cam em có duy nhất size số 3 thôi chị, không có size 4. Rồi lên giúp giùm em họa tiết cam nha các chị. Size số 3 là 55 đến 60 ký tùy chiều cao các chị đẹp nhà em mặc vừa. Eo tầm khoảng 80 82 trở lại. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã riêu. Mã riêu em có một cái size 1 với một cái size 3. Mã này lên giúp giùm em là mã họa tiết riêu. Chúc cháu em ha, họa tiết riêu các chị. Họa tiết riêu em có 1 với 3.
Eo 85 thì mặc size số 4 giúp em. Đo kỹ giúp em nha. Về gọng thì các chị bóp ben giùm em nha. Rồi chị Ngà Nguyễn là em chốt cho chị một cái bông hồng size số 4 nè chị. Hồi nãy chị chốt mã kia là mã gì? Bông trắng. Rồi một cái bông hồng với một cái bông trắng size số 4 cho chị Ngà Nguyễn Thị. Em có họa tiết cam với lại là bông cam. Chị lấy bo cái nào chị? Chị Tiền Nguyễn ơi, 56 kg, chị đang ở giữa size 2 với size 3 đó. Cho em cái vòng eo đi chị. Eo 77 trở lại thì mặc size số 2, còn trên 77 thì lên size 3 giùm em nha. 56 kg là đang ở giữa size 2 với size 3. Vui lòng cho em cái vòng eo để em biết em lấy size. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã bông họa tiết grill. Em còn một cái 1 với một cái 3. Lên giúp em họa tiết grill rất là đẹp luôn. Họa tiết grill cái chị, họa tiết grill. Rồi lên giúp giùm em mã này. Mã này lên giúp em mã hoa. Mã hoa này em còn được cái 4 với cái 6 nè các chị. Mã hoa em còn được cái 4 với cái 6 nha. Size 6 là 70 đến 75 kg. Mã này lên giúp em mã hoa. Em còn một cái size số 4 với một cái size số 6. Size số 4 là 60 đến 65 kg, eo tầm khoảng 87 trở lại, cái chị đẹp nha em mặc vừa. Rồi, size số 6 là 70 đến 75 kg. Mã hoa, họa tiết riêu size số 3 cho chị Mừng Nguyễn. Rồi lên giúp giùm em mã này, mã M3, em còn một cái duy nhất. Mã M3 em còn một cái duy nhất cái chị. Mã M3. Hoa 6 em chốt cho chị Đinh Dung Đinh. Mã M3 em còn một cái duy nhất size số 3 luôn. 55 đến 60 kg, eo tầm khoảng 80 82 trở lại, cái chị đẹp nha em mặc vừa. Lên giúp em mã M3 cái chị. Mã M3 kèm size giúp em. Ủa quên, lộn, có một cái một à. M3 có một cái một hoàn size 3 luôn nha. M3. Rồi M2 cũng còn có một cái size 2 luôn, gọi là em hết là ba bông. M2 các chị, có một cái size 2 luôn, 50 đến 55 kg. Hello Vân. Rồi chốt giúp em cái chị yêu ơi. Chốt giúp em mã này nha, lên giúp giùm em mã này là mã M2, 50 đến 55 kg. Eo 77 trở lại, cái chị đẹp nha em mặc vừa. Mã này lên giúp em mã M2, bông vàng rất đẹp luôn. Một cái luôn. Rồi hết bà ba bông. Em lên bà ba màu cho cái chị nha. Bà ba màu em đang sale 55.000 một áo luôn. Bà ba màu em đang sale 55.000 một áo. Cái này là màu này là em có thêu hoa sen cho cái chị nha, rất là đẹp. Bà ba màu. Sao làm? Ơi. Rồi ok cái chị đẹp nhà em nha. Em lên bà ba màu cho cái chị nha. Bà ba màu này là em thêu hoa sen nha, cái chị thêu trực tiếp giúp em rất là đẹp nha. Màu em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là màu đỏ. Màu này là màu đỏ tươi nha các chị. Áo bà ba màu là nó mắc hơn cái áo bà ba bông. Nhưng mà cái lô này là em đang sale cho các chị. Tại vì lô này em cũng có size nhỏ hả? Size tới 60-62 kg trở lại rồi các chị. Nó có tới size 1, size 2, size 3 thôi ha. Em không có size lớn. Size lớn nó được có 2-3 màu gì là có size lớn à. Rồi màu em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là màu đỏ tươi ha. Dập ly em lên rồi nha chị Yên Bình ơi. Đỏ tươi size số 1 em chốt cho chị Nhà Nguyễn. Cái hoa sen em thiêu cho các chị nè. Em bao đẹp luôn, rất đẹp luôn nha các chị đẹp. Hoa nở, có gương nha. Hoa búp, có lá đầu đầy đủ. Rất đẹp luôn, cái hoa sen thiêu ở ngoài các chị nhìn rất là đẹp.
Em đang mặc là màu đỏ tươi cái chị, màu đỏ tươi. Đỏ tươi này em có size 1, size 2, size 3 cho cái chị đẹp nhà em à. Rồi màu đen luôn cái chị, màu đen thì em có đủ size nè, màu đen em có từ 1 từ size 2 đến size 6 hết 1 rồi. Màu đen thì em còn từ size 2 đến size 6 ha, em hết size 1. Màu đen em có từ size 2 đến size số 6. Còn nha chị Yên Bình ơi, em còn nha. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha cái chị màu đen. Màu đen em còn từ size 2 đến size 6 cho cái chị đẹp nhà em luôn, 55.000. Bà ba chưa bao giờ rẻ như thế này luôn cái chị đẹp nhà em, rất là đẹp. Rồi em có màu đỏ đô cho cái chị đẹp nhà em luôn, màu đỏ đô. 75 đen 6 cho má Hương. Bữa nào rảnh dọn cái dọn cái kho trong đó đi mấy bạn. Quá trời gì mà thấy tùm lum trong đó chứ nhỉ. Màu đen size 6 cho chị Yến Nguyễn. Rồi chốt giúp giùm em màu đỏ đô cái chị đẹp nhà em. Đỏ đô giúp em nha, đen 6 còn không bé. Đỏ đô em đang mặc là đỏ đô cái chị. Chị Xuyến Kim lên giúp giùm em, lên giúp giùm em cân nặng và chiều cao. Đen 3 em chốt cho chị Mừng Nguyễn. Đen 4 cho cô Vân. Đỏ tươi size số 2 cho chị Mai Phượng. Chị Xuyến Kim lên cân nặng chiều cao giúp em nha. Rồi chốt giúp giùm em màu này màu đỏ đô cái chị, màu đỏ đô em đang mặc là đỏ đô nha. Size 6 còn bao nhiêu éo? Chị còn mua thêm một cái cho chị nữa, ba cái nữa. Đen 2 cho chị đẹp cao. Đen size số 6 cho chị 55. Chị 55 khách mới lên cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại giúp em chị. Chị nào khách mới chưa biết size lên cân nặng chiều cao giúp em nha. Tại vì form bà ba của em là không có giống với form bà ba của xưởng khác nha các chị đẹp. Cái này là em may xưởng nhà em nha, nên là các chị đẹp nhà em. Cô Vân ơi, cô Vân chốt kỹ giúp giùm con nha. Đừng có đổi nữa nha cô. Nãy giờ cô chốt có hai cái áo mà cô đổi hai lần rồi đó. Coi kỹ giúp giùm con đi rồi chốt. Đen 3 cho chị Đỗ Hạo. Rồi đen 4 cho cô Vân. Bỏ cái đỏ đô, ở quên, bỏ cái đen 4 ra đi, em đổi cho cổ đỏ đô 4. Con coi đỏ đô 4 còn không nha cô. Tại vì màu đỏ đô này là con không, con còn ít lắm nha, có ít lắm. Cô chốt kỹ giúp con nha. Còn thì con mới đổi nha cô. Còn không còn thì con xả luôn cái màu đen nha. Rồi 55kg cao, 1m55. Chị Xuyến Kim. Chị Xuyến Kim là mặc size số 2, đen 2 em chốt cho chị Xuyến Kim. Eo 75, 77 trở lại là mặc size 2 nha chị Xuyến Kim ơi. Còn nếu trên đó thì lên size 3 giùm em nha. Chị nào khách mới vui lòng lên cân nặng và chiều cao giúp giùm em nha. Cái chị được thì thêm cái vòng eo giúp giùm em luôn ha. Chị 55 khách mới nè, chịu khó lên cân nặng chiều cao giúp em đi chị. Đỏ đô size số 3 cho chị Lê Thúy nè. Chị Nhàn Nguyễn ơi, bên em gọi điện được, bên em đi mới đi đơn nha chị. Cả khách cũ và khách mới luôn nha, tụi em gọi điện tụi em xác nhận đơn. Đỏ đô mình còn 4 không bác? Rồi thảy ra cái đi. Của cô Vân á, em của cô, ủa của cô Vân có rồi hả? Xả cái màu đen ra đi em. Đỏ đô 3 em chốt cho chị Đỗ Hạo. Em cảm ơn chị Chồng Phượng rất là nhiều. Đen 6 em chốt cho chị Mừng Nguyễn một áo nè. Rồi vậy là cô Vân con đổi cho cô được một áo màu đỏ đô nha. Áo bà ba màu đen cao 1m57 nặng 63kg size 4 em chốt cho chị Nguyễn Thị Hường nè. Ok chị. 55.000 thôi cái chị đẹp nhà em. Chưa có bao giờ mà bà ba màu mà em bán giá này cho mấy chị luôn á. Lô mới luôn nha. Nhưng mà cái lô này em ra size 1, size 2, size 3 là nhiều. 456 em ra ít lắm. 456 được có mấy màu à. Rồi màu em đang mặc là màu em đang cầm là màu xanh lá. Cái chị lên giúp giùm em màu xanh lá. Xe 2. Chị Xuyến Kim ơi, eo của chị tầm khoảng bao nhiêu để em biết nè. Chị đang ở giữa xe 2 với xe 3. Tại form này là em mai cũng form ôm nha các chị. Em là 1m58, em 49kg. Eo của em là tầm khoảng 65 đó. Em đang mặc size số 1 đó. Nên là form này nó ôm nha các chị đẹp nhà em. Size 1 là eo tầm khoảng 70-72 trở lại.
Em không có đủ màu đâu chị Năm Năm ơi, không có đủ màu đâu chị, size 6 em được có 1 2 màu à. 1 ký là xưởng truyền thống, em chốt cho chị Thanh Thanh. Rồi lên giúp em màu xanh lá đi, cái chị đẹp nhà em rất là đẹp luôn các chị ơi, màu xanh lá. Chốt em xanh lá nha, xanh lá. Xanh lá không có size 6 má Hương ơi, size số 6 nó có mấy màu à, hình như là màu đen, màu đỏ đô. Màu đen, màu đỏ đô với lại là màu nâu á, màu nâu nâu đậm á. Mấy cái màu sáng em không có lên, không có lên size 6. Size 2 xanh lá cho chị Đặng Ngọc Linh. Size 4 em. 6-3 ký đúng không? Không nha chị Quốc Hùng ơi. Rồi màu này lên giúp em màu nâu đậm đi các chị đẹp. Chốt em màu nâu đậm các chị đẹp nhà em nha, rất là đẹp luôn. Chốt em nâu đậm các chị, nâu đậm kèm size giúp em ạ. À. Chốt em màu nâu đậm các chị. Nâu đậm kèm size giúp em, nâu đậm. Tím lạ, màu tím lạ. Tím lạ này em còn duy nhất size số 3 hả? Chị Năm Năm ơi, lên cân nặng chiều cao giúp em. Không có cân nặng chiều cao là em không có chốt thêm nha chị. Em xin nãy giờ em không có thấy chị lên cân nặng chiều cao. Lên giúp giùm em cân nặng và chiều cao luôn chị Xuân Huệ ơi. Chị Bích Bích lên cân nặng chiều cao giúp em luôn nè. Dạ không có nha chị Võ Ngọc Quý. Size 6 màu nâu đậm cho chị Yến Nguyễn. Rồi màu này màu tím lạ giúp em, tím môn á các chị, em còn duy nhất size 3 cho các chị thôi. Tím môn em còn duy nhất size số 3. 55 đến 60 kg eo tầm khoảng 80 82 trở lại các chị đẹp nha, em mặc dừa. Đơn ngày hôm qua là đi rồi nha má Hương nha, không có dồn đơn là đơn đi rồi. Đơn má Hương hôm qua hình như đi rồi á. Ủa chưa đi chứ. Đơn má Hương chưa có đủ đơn, còn đơn lập xưởng đơn gì đó, chưa có đi hàng. Đơn của má Hương còn nợ cái gì đó, hôm qua má Hương lấy thêm cái gì đó hình như chưa có đi. Rồi chốt giúp giùm em màu này màu tím lạ, tím môn nha các chị, tím môn em còn duy nhất size số 3 hả, 55 đến 60 kg. Cái nào không có thì báo chị nha, để chị báo khách. Rồi màu này màu cam đất đi các chị. Chị Hồng Điệp ơi, chị Hồng Điệp lấy lạp xưởng gì vậy chị đẹp? Chị Xuân Huệ 1m6 49 kg size số 1. Chị Xuân Huệ xanh lá size số 1 cho chị Xuân Huệ. Ai của ai em? Chị Hồng Điệp lên số điện thoại giúp em chị Hồng Điệp ơi. Chị Hồng Điệp lên số điện thoại giúp em ha. Chị Yến Nguyễn nâu đậm size số 6 em hết. Chị Yến Nguyễn ơi, nâu đậm size 6 em hết nha chị. Chị Yến Nguyễn không có màu nâu đậm 6. Rồi em đang mặc là màu cam các chị, màu cam. Rất là đẹp luôn. Chốt giúp giùm em là màu cam nha các chị đẹp, màu cam ạ. Rồi em thấy số điện thoại của chị Hồng Điệp. Rồi cam 2 em chốt cho chị Đặng Ngọc Linh. 55 kg cao 1m53. Rồi size số 3 cho chị Bít Bít. Chị Bít Bít ơi 1m53. Về chị mặc cái form áo mà nó có dài thì lên like giùm em nha. Tại vì form áo bà ba bên em là em không có may ngắn nha mấy chị. Áo bà ba cái chị mặc dài tí xíu nó mới đẹp. Mặc ngắn lên nhìn nó xấu lắm. Đó là cái chị nào mà 1m dưới 1m55 hay là 1m52, 53, 50 rồi đó. Về cái chị không có thích cái form dài quá thì cái chị lên like giùm em. Lên like không có bị mất form đâu. Bình thường nha. Lên like bình thường. Đây.
Cam 1 em chốt cho chị Tròn Phượng. Cam size số 4 không có, chị Nguyễn Huyền ơi, cam này em có tới size số 3 thôi ạ. Cam còn size 3 không em, 1, 2, 3 hả? Cam còn 1, 3 ha, 2, 2 còn không? 1, 2, 3. Rồi cam em còn được 1, 2, 3 thôi, em hết 4. Cam hết 4, các chị, cam không có 4. Size số 4 là em chỉ có màu đỏ đô, màu nâu đậm với lại là màu đen, em có 3 màu hả? Còn lại là nó 1, 2, 3 không hả các chị? Ủa màu xanh lá đó có xe 5 hả bé? Màu xanh lá đó có xe 5 hả? Xanh lá hết 3 hả? Dạ. Đưa chị. Rồi xanh lá, chị Bít Bít ơi em hết size số 3 rồi, chị Bít Bít. Chị Bít Bít cho em thêm cái vòng eo được không? Cho em cái vòng eo được không chị? Con nghe cô. Alo, lấy cho cô size 4 màu đen hay này, màu nâu đậm đi. Rồi, dạ, nâu đậm mình còn 4 không bé? Nãy còn 4 không? Đen nâu đậm nha. Dạ dạ dạ. Đen với nâu đậm size số 4 cho cô tí. Cho cô tí. Size 6 là em còn duy nhất màu đen không à các chị? Nguyên bộ em hết hàng rồi chị đẹp cao. Rồi chốt giúp giùm em màu cam nha các chị, màu cam em còn 1 2 3 không à. Hả? Eo 80 hả? Eo 80 mặt size 3. Vậy là em chốt cho chị được có màu màu tím môn đây chị. Màu tím lạ, tím môn đây ha. Rồi còn màu xanh lá em hết size 3 rồi. Xanh lá em có size 5 nha các chị đẹp. Xanh lá là còn 1, 2, 1, 2, 5 thôi em. Xanh lá em còn được một cái 5. Thấy cho chị màu tím cà cái bé. Đây hết tím cà. Tím cà còn 1 với 2 hả? Tím cà em còn được size 1 với size 2 à các chị đẹp. Tím cà em còn được size 1 với size 2 các chị đẹp nha em ơi. Tím cà em còn được size 1 với size 2 nha. Size 1 là 50 kg trở lại, eo tầm khoảng 70-72 trở lại các chị đẹp nha em mặc dừa. Size số 2 là 50-55 kg, eo 77 trở lại các chị đẹp nha em mặc đẹp. Rồi chốt giúp giùm em màu tím cà. Em chào chị Nga Dương. Tím cà nha các chị. Xuất sắc luôn. Chốt em tím cà 55.000 một áo, rất là đẹp luôn. Tím cà. Rồi chốt em màu này là màu kem các chị. Cái màu kem này các chị mặc đẹp hơn cái màu trắng rất nhiều luôn. Màu này rất là dễ mặc. Màu kem còn sao mấy bé? Màu kem giúp em. Rất đẹp các chị. Tại chị nhớ bữa như hết 2, hết 3 vậy phải không? Màu kem này em cũng còn size 1 với size 2 thôi các chị. Hết 3 luôn rồi. Rồi chốt em màu kem nha, màu kem. Kem 1 em chốt cho chị Tròn Phượng. Màu kem này các chị mặc đẹp hơn màu trắng rất nhiều. Kem này mặc đẹp lắm các chị. Rồi chốt giúp giùm em là màu kem ha, màu kem. Kem kèm size giúp em 1 với 2 thôi các chị đẹp nha em. Rồi màu cuối cùng là màu vàng cúc. Màu vàng cúc nha các chị đẹp nha em. Vàng cúc còn size mấy bé? Duy nhất size 1 hả? Chị lấy tím cà đúng không chị Đặng Ngọc Linh? Tím cà size 2 em chốt cho chị Đặng Ngọc Linh. Rồi màu vàng cúc này em còn duy nhất size số 1 luôn. Vàng cúc em còn duy nhất size số 1 các chị. Xong rồi thảy mấy bộ 6 mảnh nha cho chị Linh nha. Sao mảnh bông á, ừ. Màu kem chị Xuân Huệ size số 1. Kem 2 em chốt cho chị Võ Thị Loan Anh. Kem em còn được cái size 3 các chị ơi. Kem em còn được cái size 3. Tím cà size số 1 cho chị Dung Đặng. Tím cà size số 2 em chốt cho chị Nga Dương. Chị Nguyễn Huyền cam 3 đỏ tươi 2 đỏ đô size số 4 em chốt cho chị Nguyễn Huyền. Hết trơn size 3 rồi chị Nguyễn Phương ơi, kem 2 cho chị đẹp cao. Cái gì?
Ừ. Hết hả? Tím cà hết một hả? Còn hai không hả? Đỏ tươi size số 3 em chốt cho chị Kim Hồng. Tím cà size số 2 cho chị Như Ý Trương. Em đang mặc là vàng cúc, cái chị vàng cúc em còn duy nhất size số 1 à. 50 kg trở lại. Kem em còn một cái size số 3. Kem em còn 1, 2 với được một cái size 3. Màu kem size số 1. Kem 3 em chốt cho chị Lê Thảo. Quần em đang mặc là quần lụa 95 ngàn một cái chị Dung Đặng. Quần em có 3 loại ha, quần lụa em đang mặc là 95 ngàn, là em có màu trắng với em có màu đen. Là quần lụa 95 ngàn, em có một cái lụa gân á chứ chị, lụa gân ha. Lụa gân là cái 80 ngàn. Rồi, em có quần chất thun lai dông 55 ngàn. 55 ngàn là chất thun. Ống rộng là 55, ống ôm là 50. Chị mua thích ống ôm thì cái chị lấy ống ôm, thì em có một loại một thôi nha, quần thun thôi nha, còn quần lụa em không có lên ống ôm. Sáu ba ký cao mét 55. Mặc size số 2, mặc size số 4 giùm em nha chị Nguyễn Trần ơi, nếu mà vai mình rộng nhiều thì lên size 5 nha chị. Nhưng mà size 5 là em còn được có màu xanh lá với màu đen à. Đỏ đô nãy còn 5 không biết. Đỏ đô với vàng với màu nâu đậm hồi nãy. Trời ơi, mặc cái áo ngược. Mặc áo bà ba mà mặc ngược luôn mới ghê nha. Hả? Đỏ đô còn 5 luôn ha. Cái màu nâu nâu đậm nãy còn 5 không? Vậy là size 5 là em còn được màu đen nè chị, màu xanh lá nè. Nãy của cô Tí hai cái lấy chưa? Màu đen, màu xanh lá, màu đỏ đô. Rồi em còn được 3 màu. Không vừa má Hương ơi, form này ôm lắm. Đỏ đô còn size 1 chị. Đỏ đô hết size 6 luôn đúng không em? Đỏ đô nãy còn 6 không chị quên rồi. Đỏ đô em còn size 6 chị Yến Nguyễn. Đỏ đô em còn size 6. Đây màu kem cái chị, đen em hết size số 1 rồi. À, màu đen 1m6, 62 kg hả? Chị Tú Quyên, chị Tú Quyên hồi nãy là eo của chị là nãy chị nói với em là eo bao nhiêu vậy chị? Chị Tú Quyên ơi, eo của chị tầm khoảng bao nhiêu ạ? À? Để em canh cho chị mặc size 4 hay là size số 3 vừa nha chị. Eo 82 trở lại thì mặc size số 3. Còn trên 82 thì lên size 4 giúp em. Để em biết em lấy size cho mình ạ. À. Rồi em đang mặc màu này là màu kem các chị, màu kem. Quần trắng 95 ngàn chị. Quần trắng 95 ngàn, áo màu này các chị mặc với quần trắng cũng đẹp, mà mặc với quần đen cũng ok luôn nè. Màu trắng, quần áo màu các chị rất là dễ mặc. Rồi chốt giúp giùm em nha các chị đẹp nhà em. Quần là có một túi một thôi nha chị đẹp cao nha. Quần em may có một túi à, quần ống rộng em may một túi thôi. Khi nào các bạn nhà em gọi điện chốt đơn, các chị cứ nói với mấy bạn lấy quần, các chị muốn lấy quần bao nhiêu tiền thì nói với bạn nhà em lấy, size quần nó sẽ đi theo size áo nha các chị. Chị Dung Đặng ơi, em chỉ hết cái màu màu gì em hết size 2 em quên rồi, hết size 1 chứ. Coi em chị coi ở trong đó hai màu gì hết size 1 bé. Tím cà em hết size số 1. Với lại là màu đen em hết size số 1 nha chị, còn lại là còn size 1 nha. Còn lại mấy màu khác là còn size 1 hết nha chị Dung Đặng. Đỏ đô size số 6 cho cô Yến Nguyễn. Đỏ tươi em có nha chị. Quần khi nào các bạn nhà em gọi điện chốt đơn, các chị nói với mấy bạn lấy giùm em. Chị biết hồi nãy là có đơn áo rồi đó chị. Khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn áo thì mấy chị nói mấy bạn lấy quần. Ở trên live em không có chốt đơn quần nha. Áo
em đang mặc, em đang sale 55.000 một áo chất thun lai dông giúp giùm em. Chị nào có đơn áo thì kèm theo đơn quần giúp giùm em nha các chị ơi. Có đơn áo rồi thì khi nào mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn thì nói với mấy bạn nhà em lấy quần. Ở trên live em không có chốt đơn quần, nên là mấy chị dặn ở trên live thì dặn, nhưng mà lúc chốt đơn thì mấy bạn nhà nói mấy bạn nhà em lấy nha. Cho chị size số 3 màu kem em hết rồi chị Hoa Bùi. Màu kem em hết size 3 rồi. Còn không? Còn mấy cái. Rồi kem 3 em chốt cho chị Hoa Bùi. Hồi nãy là có chốt một cái rồi còn cái nữa hả? Rồi ok. Rồi vậy là hoa kem 3 em chốt cho chị Hoa Bùi. Màu trắng cái chị rất là dễ, quần màu trắng cái chị rất là dễ mặc luôn nè, mặc với quần màu nào cũng được chân. Rồi màu đỏ cái chị, màu đỏ em còn 1 2 3 nè, đỏ tươi nè mấy chị. Mét 50 51 kg mặc size 2 giúp em. Đỏ 3 còn như chị Nga Dương. Áo 55.000 một áo với chị, áo em đang mặc là áo màu chất thun lai dông, em đang sale 55.000. Áo này bình thường em bán cho các chị là 80.000 một áo đó. Tại nó còn size 1 2 3 không à, em sale cho các chị đẹp nhà em luôn. Rồi lên giúp em màu này, màu đỏ tươi nè chị, đỏ tươi em có size 1, size 2 và size 3 cho các chị đẹp nhà em ha. Giả váy em có hàng như chị Trương Tiết Thị. Giả váy em còn bông, em có giả váy bông với giả váy màu, nhưng mà còn ít lắm, cũng sắp hết rồi, chút xíu em lên cho mấy chị đồ giả váy luôn. Rồi chốt em màu đỏ tươi đi các chị, đỏ tươi. Đỏ tươi các chị mặc quần trắng cũng đẹp, mà mặc dùm quần đen cũng ok ha. Đồ giả váy có, chút xíu em lên đồ giả váy cho. Đỏ đô có size 3 như chị Bít Bít ơi, đỏ. Chị Nga Dương ơi, chị Nga Dương lấy đỏ tươi hay đỏ đô ạ? Đỏ tươi size số 2 cho chị Độc Cô. Lên giúp giùm em đỏ tươi hay đỏ đô các chị, để nó đừng có bị nhầm. Cái đỏ đô đâu vậy? Đây em đang mặc là đỏ tươi, còn cái này là đỏ đô nè các chị đẹp. Cái này là đỏ đô nè các chị đẹp nha em, đỏ đô nè. 57kg cao mét 62 mặc size 3 giúp em, hoặc size 2 tùy theo nha chị, eo của chị tầm khoảng bao nhiêu chị Út Phan ơi. Đỏ tươi size số 2 em chốt cho chị Trang Trần. Giả váy bông chờ em tí xíu chị, em like xong cái bà ba này em lên giả váy bông cho cái chị liền. Rồi chốt giúp giùm em nha, em đang cầm là đỏ đô cái chị, em đang mặc là đỏ tươi. Chị chốt đỏ nào thì lên giúp giùm em cái mã đồ ha, để em lấy cho chính xác cái màu. Chị nào chốt đỏ đỏ không nó chốt lại giúp em nha, để em lấy cho nó chính xác. Eo 77 mặc size 2 chị Út Phan ơi. Nếu mà eo 77 mặc size 2 giúp em thôi chị là vừa. Chị chốt màu kèm theo cái số 2 giúp giùm em với lại kèm theo số điện thoại ha. Rồi chốt giúp giùm em nha các chị. Em vô lại màu cho các chị một lần nữa xong rồi em qua mẫu nha. Em đang mặc là màu đỏ tươi. Chị Nga Dương chốt đỏ gì lên giúp giùm em chính xác. Lên giúp giùm em chính xác. Lấy đỏ tươi đỏ đô thì lên đỏ tươi đỏ đô luôn. Bình luận ra cái chữ giùm em, em mới lấy chính xác cho mấy chị được. Rồi đỏ đô xe số 3 em chốt cho chị Bít Bít. Chất thun lai dông nha các chị. Đỏ tươi xe số 2 em chốt cho chị Đặng Ngọc Linh. Chị Đặng Ngọc Linh không biết có chưa nữa chị. Nếu mà trùng thì mấy bạn nhà em bỏ ra nha. Nãy giờ không biết có chốt chưa em cũng không nhớ nữa. Như nhớ nhớ như cũng có hay sao á. Rồi màu này màu tím cà giúp em chứ chị. Tím cà em còn được size 2 không à các chị. Tím cà hết 3 luôn đúng không? Bé còn 3 thôi chị quên rồi. Rồi tím cà em còn hả? Còn đúng không? Tím cà em còn được size 2 với size 3. Vàng cúc em còn được duy nhất size số 1 thôi các chị. Màu cam là em còn được 1 2 3. Màu cam ha. Rồi tím môn em còn được duy nhất size số 3 cho các chị đẹp nhà em thôi, tím môn. Rồi màu kem là em còn được size 1 với size 2. Màu xanh lá là em còn được 1, 2, 5. Xanh lá này em còn được 1, 2, 5. Tím cà size số 3 em chốt cho chị Mừng Nguyễn. Rồi màu đen là em còn từ size 2 đến size 6. Màu đen là em còn từ size 2 đến size 6. Màu nâu đậm, màu nâu đậm là em còn từ size 1 đến size số 5. Đúng không ta? Nhớ nhớ vậy đó. Nhớ nhớ vậy đó, không biết chính xác không đâu mấy chị. Rồi màu đỏ đô các chị, đỏ đô. Đỏ đô là em có từ size 1 đến size 6 cho các chị đẹp nhà em nè. Rồi em đang mặc là đỏ tươi. Đỏ tươi em đang mặc thì có 1, 2, 3 hả?
Sao bông nó còn cái? Chị mới hỏi tím cà còn xây gì đó. Một đỏ đô, một đỏ tươi, size số 2 cho chị Nga Dương. Ủa chị lấy size số mấy vậy chị? Chị Nga Dương ơi, kèm cái size giùm em, khoan hả lấy bé. Chị ơi, đỏ đô với đỏ tươi size số mấy? Eo 90 mặt size 5 giùm em nha chị Tú Quyên. Xanh lá với đen size số 2 cho chị Trang Trần. Size 1 đỏ đô cho chị Dung Đặng. Rồi em qua mẫu bà ba nha. Tím cà không có size 6. Chị Mừng Nguyễn ơi, tím cà em còn được có size 2 không à? Có một cái size 3 em chốt cho chị là hết 3 luôn rồi đó. Giờ tím cà còn size 2 không à? Tím cà em có còn duy nhất size số 2 nha. 50-55kg cái chị đẹp nha, em mặc vừa. Eo 77 trở lại. Đen 2 em chốt cho chị Như Ý Trường. Quần khi nào các bạn nhà em gọi điện chốt đơn, các chị nhắc mấy bạn lấy quần giùm em nha. Áo 55.000 đang sale nha chị ơi. Quần em đang mặc là quần lụa 95.000 giúp em. Đỏ tươi size số 2 chị Đặng Ngọc Linh hồi nãy em chốt rồi. Rồi em qua mẫu cho các chị nha. Em lên quần giả váy nha các chị. Em lên quần giả váy bông. Quần giả váy bông 50kg, cao 1m65, mặc size 1 giùm em chị. Eo 87, mặc size số 4 hoặc là size số 5 ha. Chị Nga Dương là hai cái size số 3 em. Đỏ đô với đỏ tươi size số 3. Rồi em lên quần giả váy nha các chị nè. Ừ, giả váy bông. Size số 4 là em còn có màu đen với màu đỏ đô à các chị, với màu nâu đậm à, em có 3 màu à. Em không có màu cam nha chị Hồng Thúy, cam em không có size 4. Size 70kg mà size 5 giùm em, size 5 là em còn được có màu xanh lá với màu đen. Với màu đỏ đô với màu nâu đậm à chị. Em được có 4 màu à. Size số 4 là em còn được có màu đen, màu đỏ đô với màu nâu đậm thôi nha cái chị đẹp nhà em, có 3 màu thôi ạ. Mấy màu khác em không có size 4. Rồi em lên quần giả váy cho các chị nè. Rồi chị Anh Nguyễn em chốt cho chị một cái đen 5 với một cái nâu đậm size số 5. Rồi em lên quần giả váy nha cái chị đẹp. Quần giả váy là chất thun AP 130.000 một bộ. Một kem một đỏ, đô một xanh lá, một tím cà size số 2 em chốt cho chị Út Phan. Chị Yên Bình ơi, hàng dập ly á, bây giờ á, em đã like qua rồi, em không có like lại nha chị đẹp nhà em ơi. Chút xíu em tắt like rồi thì chị chụp hình rồi chị gửi qua cho mấy bạn giùm em, rồi mấy bạn nhà em lấy cho chị nha. Chị Đỗ Sang ơi, mã M2 đó là cái áo đó là 65.000. Mã M2 là em có duy nhất một bộ, một cái áo size số 2 thôi, chị mặc vừa không? Size số 2, em mã M2 là một cái size số 2 đó, 60-65kg. Chị để 70k là 70.000 hay là 70kg chị? Đỏ đô size số 5 còn đúng không bé? Đỏ đô 5 em chốt cho chị Linh Nguyễn một cái. Rồi em đang mặc cái này là quần giả váy nha cái chị đẹp nhà em, quần giả váy 130.000 một bộ giúp giùm em. Chất thun lai dông, ủa quên, chất thun AT rất là đẹp với chị. Em đang mặc mã này, cái chị lên giúp giùm em là mã tím.
Mã này là mã tím giúp em nha, mã tím 130 ngàn. Chị Linh Nguyễn lên số điện thoại giúp giùm em đi chị. Đây là cái màu đỏ đô này chị, hồi nãy giờ em dơ lên rồi đó. Đây màu đỏ đô nha. Nó có màu đỏ đô với màu đỏ tươi, nó có hai màu à. Lên số điện thoại giúp giùm em nha chị. Áo bà ba 67 kg, mặc size mấy giùm em? 67 kg mặc size 4. Ở quên size 5 giúp em chị Thị Chính. Mặc size 5 giúp em nha chị, 67 kg. Rồi em đang mặc bộ này là quần giả váy nha các chị, nó không phải là quần ống rộng nha, nó là quần giả váy giúp em rất là đẹp. Em đang mặc mã tím, mã này các chị lên giúp giùm em là mã hồng. Chốt giúp giùm em mã này là mã hồng nha các chị, mã hồng. Rồi bộ này lên giúp giùm em là beo riêu. Beo riêu giúp em nha. Beo đen còn mấy bộ vậy em, ở đây chị chưa có beo đen. Lấy xuống bục lại luôn đi. Đỏ tươi size số 2 hay gì chị Út Phan ơi. Đổi thì lên giùm em cái size luôn nha chị, lên giùm em cái size luôn ạ. Shop em ở Cần Thơ nha các chị. Em thấy số điện thoại của chị Linh Nguyễn. Rồi chốt giúp giùm em cái này là beo riêu nha các chị đẹp. Beo riêu giúp giùm em, chốt em mã beo riêu. Rồi cái này là màu cam. Giả váy là em có size giả váy là em có tới size 70 nha chị, 70-72 kg trở lại mặc vừa. Rồi lên giúp giùm em mã này là cái bi cam á các chị, bi cam á. Đỏ tươi size số 2 cho chị Út Phan nha, em đỏ lại. Chốt đi rồi chút xíu xuống dưới. Cái màu đỏ đô đó chị không lấy thì nói với bạn xã ra giùm em nha chị. Lúc chốt đơn mấy bạn nhà em đọc lại màu á, cái nào không lấy thì nói với bạn xã ra. Tại vì em đưa xuống phòng chốt đơn hết rồi, em không có còn giữ ở trên đây. Beo riêu em không có size số 6, mẫu này em không có size 6 chị. Beo riêu mình không có size 6 đúng không em, mẫu này tới size số 5 à, đúng không? Chị Trương Tiết Thụy ơi, chị mặc size số 6 hả? Cho em cân nặng chiều cao đi chị. Mẫu này em không có size số 6 nha. Quần giả váy dài bao nhiêu vậy em? Quần giả váy dài em đang mặc là giá 130 ngàn một bộ, chị Thu Hồng. Rồi chốt giúp giùm em màu này nha các chị, lên em là bi cam đi các chị, bi cam rất là đẹp luôn. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã hoa các chị ơi, mã hoa. Chốt em mã hoa nha, mã hoa. Beo riêu size số 5, 70 kg, ok, 70 kg cao 1m55 trở lên là mặc size số 5 được rồi chị, mặc size 6 chi cho nó bự vậy. Cao 1m55-56 trở lên là mặc size 5 được rồi. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã hoa nha, beo riêu size số 5. 1m50 nặng 51 kg mặc size 2 giùm em nha chị Trang Trần nha. Quần ống ôm là em có mẫu khác nha chị. Chị muốn mua quần ống ôm thì chị theo dõi giúp em nha. Rồi lên giúp em mã này các chị, mã này lên giúp giùm em là mã họa tiết tím, ủa quên, họa tiết đỏ. Chốt em cái này là họa tiết đỏ các chị, họa tiết đỏ. Size số 1 là tầm khoảng 52 kg. 52 kg cao 1m55 trở lên, chị nào thấp người á, thấp người 1m dưới 1m55 thì 50 kg trở lại. Rồi chốt giúp giùm em mã này là họa tiết cam. Mã tím size số 4 130 ngàn em chốt cho chị Tho Út. Mã hoa xanh size số 5 còn không em? Hoa xanh size số 5 còn không? Còn chị ơi. Tím 4 còn không? Rồi tím em hết 4 rồi. Chị Tho Út ơi, tím em còn 2 với 3 không hả chị? Chị Tho Út không có bộ tím 4 nha. Rồi hoa xanh size số 5 cho chị Trương Thị Tiết là em còn nè. Giả váy xanh, hoa xanh size số 2 cho chị Trang Trần. Giả váy hoa xanh size số 2 em chốt cho chị Trang Trần. Một áo bà ba màu đen size số 3 cho chị Độc Cô. Cô Tông Mịnh em chưa lên, chị Béo Anh ơi. Họa tiết đỏ size số mấy chị Đặng Ngọc Linh ơi. Chị Đặng Ngọc Linh cho em cân nặng chiều cao đi chị, size số 2 đúng không? Rồi họa tiết đỏ size số 2 em chốt cho chị Đặng Ngọc Linh. Em đang mặc mã này là mã tím cái chị, mã tím em còn được size 1, size 2 với size 3 hả? Tím em còn được 1, 2, 3 cho các chị. Cho chị bộ beo đen em. Beo đen còn 2 bộ hả? Beo đen em còn được 2 bộ các chị, 1 bộ 4 với 1 bộ 5 mà. 1 bộ 4 với 1 bộ 5 cho mã beo đen các chị.
Chị có dồn đơn thì nói với bạn nhà em nha chị ơi. Có dồn đơn thì nói với bạn nhà em coi đơn của mình. Em không nhớ nha mấy chị. Có chị bấm bill rồi mà. Chưa ra hả? Hoa xanh cho chị Trương Thị Tuyết. Dạ ok chị Trương Thị Tuyết. Em 1m58 là em mặc nó cỡ này nè chị Thu Hồng. Coi giùm em đi chị. Nó ngắn hơn, nó cũng không có ngắn hơn nhiều ha. Coi giùm em đi. Có thể là nhiều khi là chị tùy theo cái chân của cái chị thôi, nhưng mà chắc chắn là nó qua đầu gối cho cái chị ha. Nó cũng không có ngắn lên nhiều. Đó. Chị coi giúp giùm em nghe được thì chị chốt. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha cái chị đẹp nha. Em lên giúp em beo đen cái chị. Cái gì? Màu tuyết đỏ size số 2. Rồi chốt giúp giùm em beo đen nha cái chị đẹp nhà em ơi. Beo đen em còn đựng bộ size 4 với bộ size 5. Cái chị đẹp chốt giúp em ạ. Bà ba em mới vừa lên xong chị Lê Kim ơi. Chị Linh Nguyễn, mấy bạn nhà em gọi chốt đơn, có chị có đơn dồn thì nhắc mấy bạn chốt đơn giùm em, chứ em không có nhớ để em dồn cho chị nha. Em chỉ phụ trách livestream thôi. Nha, còn chốt đơn hay gì là dồn đơn gì thì cái chị nói với mấy bạn giùm em. Beo đen 4 em chốt cho chị Thoa Úc. Nhắc mấy bạn chốt đơn nha, em không có phụ trách cái khâu chốt đơn nên em không có hứa với chị. Beo đen size số 5 em chốt cho chị Anh Nguyễn. Dạ em không nhớ nha chị Cẩm Hàng ơi. Cho hỏi chưa đi thì chị Cẩm Hàng ơi, cái đơn của chị chốt hồi nào? Đơn chốt hôm qua không có kêu giữ đơn là đơn đi rồi chị nha. Đơn mấy bạn nhà em trả lời cho các chị sao, cái chị lên cái chị hỏi em không có nhớ nha. Đơn nếu như mà đơn đã gọi chốt rồi các bạn nhà, các chị không có kêu giữ đơn lại thì đơn em đã đi. Còn đơn chị nào mà có đơn lập xưởng hồi hôm qua chốt mà có đơn lập xưởng là chưa đi. Tại vì lập xưởng ngày mai em mới trả đơn thì đơn đó nó còn. Còn ví dụ như đồ mà không có kêu giữ lại, quần áo không á mà không có kêu giữ lại là đơn em đi ngày hôm qua luôn rồi. Chị 1m50 nặng 48 kg, cho em cái vòng eo đi chị Thúy Nguyễn ơi. Nếu mà chị gọn người thì chị mặc size số 2 giùm em, quên size 1 giùm em là vừa nha. Còn tròn người thì hãy lên size số 2. Còn gọn người mặc size 1 được rồi chị. Đơn hàng không có cái nào mà không gọi hết á chị Linh Nguyễn. Đơn hàng một áo là mấy bạn nhà em cũng gọi nữa, nên là không có cái chuyện mà chốt 2-3 ngày rồi mà không có gọi điện chốt đơn nha. Hồi sáng mấy bạn nhà em đơn mà mấy chị dồn lại, mấy bạn nhà em cũng gọi hết luôn rồi, nên là không có cái chuyện mà không có gọi nha. Nên chị coi lại giúp giùm em coi chị có mặc đặt được đồ hay không, hay là gọi không bắt máy hay là như thế nào. Vậy là chị không có đồ rồi đó chị. Chứ không có cái chuyện mà không gọi ha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã beo đen nha mấy chị. Beo đen. Đơn hàng mấy chị cứ đổ thừa bên em, không có gọi chốt đơn không à. Mà mấy chị không có coi coi thứ nhất là mình có đặt được đơn hàng hay không. Rồi thứ hai nữa là bên em có gọi cuộc gọi nhỏ cho mấy chị không. Còn đơn hàng là em gọi cho cái chị trong vòng 24 giờ là em giải quyết xong. Không bao giờ để qua 24 giờ. Nên là không có cái chuyện mà không gọi nha. Còn không thì cái chị mặc đặt không được đồ mới không có gọi thôi. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã beo beo riêu giúp giùm em mấy chị, beo riêu. Họa tiết cam giúp em luôn. Nói cái gì chị có đơn rồi thì chút xíu mấy bạn nhà em gọi cho chị đó. Nếu mà chưa có cái áo đó thì chị nói với bạn nhà em lấy thêm cho chị. Chứ bây giờ nói cái gì giờ. Chị kêu em nói gì với mấy bạn giờ. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã họa tiết cam nha các chị đẹp.
đơn hàng em nói với cái chị là có vấn đề gì, mấy bạn nhà em chốt đơn cho mấy chị đó, thì mấy chị nói với mấy bạn giùm em không có phụ trách ngay cái khâu chốt đơn nên đừng có giận em chỉ live stream và em canh size cho mấy chị thôi nha. Còn đơn hàng mấy chị nói với mấy bạn, và mấy bạn nhà em khi chốt đơn cho các bạn, các chị mấy bạn cũng nói rất là rõ, đơn hàng của chị là bao nhiêu tiền tổng kết đồ này kia là đơn em đã đi nha. Còn đơn dồn thì chị nào có đơn dồn hay gì thì nói với mấy bạn giùm em, chứ kêu em nói giờ em biết gì đâu em nói với mấy bạn. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị. Mã này lên giúp em họa tiết cam. Họa tiết cam size số 2 em chốt cho chị Trang Trần. Đơn của chị Linh Nguyễn lý do không có đơn hàng ngày 3 tháng 1 chốt đơn em xin số điện thoại hoài không cho. Không có thấy số điện thoại nên là không có chốt đơn ha. Nên là không có đơn là đúng rồi đó chị nha, chứ không có cái không chứ không có vấn đề là bên em đã chốt đơn cho mấy chị ở trên live rồi mà không có gọi chốt đơn nha mấy chị. Chuyện đó là không bao giờ có. Nói là bởi vậy cái chị coi lại giúp giùm em coi có đặt được đơn hàng hay không. Em bấm cái bill ra cho chị rồi nè mà em xin số điện thoại lại chị không có cho số điện thoại. Họa tiết cam size số 2 em chốt cho chị Trần Khải. Nên là bữa nay chị có đơn thì một chút xíu các bạn nhà em gọi chốt đơn cho chị. Chị muốn lấy cái áo bà ba đen đó mà chị chưa có thì chị nói mấy bạn nhà em còn áo bà ba màu đen thì mấy bạn nhà em lấy cho. Nó rất là dễ, đâu có cái gì đâu mà phải kêu em nói với mấy bạn. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha, cái chị lên giúp giùm em là họa tiết cam. Họa tiết cam size số 3 em chốt cho chị Lê Thảo, họa tiết cam size số 2 em chốt cho chị Thúy Nguyễn. Rồi mã này lên giúp giùm em mã hồng đi các chị. Họa tiết cam 50 kg cam S55 size 1 em chốt cho chị Việt Nguyễn nè. Màu đen size số 5 luôn đúng không chị? Nếu mà chưa có thì ok chị chốt trực tiếp trên đây luôn đi, chút xíu mấy bạn nhà em chốt luôn. Chị lấy màu đen size số 5 đúng không? Đúng thì ok giúp em. Đen mình còn 5 đúng không em? Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị, đẹp lên em mã hồng đi các chị, mã hồng. Ok, em lấy cho chị một cái áo bà ba màu đen size số 5 nha. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị, lên em mã hồng các chị yêu ơi, mã hồng. Ok chị, rồi em chốt cho chị đó là đủ đơn luôn rồi đó. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha, lên giúp em mã hồng giúp em luôn đi các chị, mã hồng. Cái này rất là đẹp luôn nè các chị, mã hồng. À. Đồ mặc lên rất là đẹp. Giải đẹp lắm mấy chị. Giải thun ati giúp em ha, thun ati co giãn. Dày dặn mềm mịn cho các chị luôn. Rồi lên giúp em mã hồng các chị yêu ơi, mã hồng. Rồi chốt em mã này là mã hoa các chị đẹp nhà em, mã hoa. Xong cái này em lên bộ 6 mảnh cho các chị nha, 6 mảnh bông quần ống nhỏ. Em chào chị Phi Phi. 130.000 nha chị Vân Lê, cùng một mẫu là nó cùng một giá nha chị. Rồi chốt giúp giùm em mẫu này, lên giúp em mã hoa giúp em mấy chị. Mã hoa giúp em cái chị đẹp nhà em ơi, rất là đẹp với chị. Quần giả váy bông giúp em, lô này là lô cuối cùng rồi cái chị, đây tới Tết em không có về giả váy nữa nha. Rồi lên giúp em mã này là mã hoa giúp em ạ, mã hoa. Đẹp xuất sắc cái chị.
Lô này em còn ít à, em còn tầm khoảng được hai mấy ba, tầm khoảng 30 bộ nữa là em hết rồi. Rồi chốt em bộ này họa tiết đỏ. Cái này là đỏ tím vàng lên cùng một cái họa tiết, nó giống như cái bộ họa tiết cam hồi nãy vậy đó, nhưng mà cái màu nó khác nha các chị. Chốt em bộ này họa tiết đỏ giúp em mấy chị, họa tiết đỏ. Mấy bộ này cái chị mặc lên nhìn đẹp lắm, nhìn rất là sang, cái họa tiết ở ngoài nhìn nó rất là đẹp nha. Chị nào có bà ba rồi muốn mua thêm quần thì nhớ nhắc mấy bạn nhà em lấy nha. Mấy bạn nhà em size quần sẽ đi theo size áo, hoặc là cái chị quần nó có size á, mấy bạn nhà em sẽ tư vấn cho cái chị. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha, chị lên giúp em họa tiết đỏ. Họa tiết đỏ rất là đẹp luôn. Cô Nguyễn Thị Chi ơi, con lên hôm qua nay con lên hoài luôn mà cô chốt không có được. Cô mới chốt phong hoa tiên mỹ con còn được có hai bông đó đó cô, mà con lên cô đâu có chốt được đâu, thì con sẽ lên nhưng mà lên đó thì cô chốt giúp giùm con, chứ ngày nào con like cô cũng kêu con lên trơn á, mà con lên cô cũng có nhiều đó, là nó đâu có cái nào mới đâu, tại vì con không có về hàng mẫu này nữa nha. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã họa tiết đỏ nha các chị. Hôm qua con like cô cũng kêu lên thun Mỹ đi con cũng lên. Rồi xong cái cuối cùng nó cũng có hai bông đó đó, nó cũng không có cái bông nào mới hết đó. Họa tiết đỏ size số 2 em chốt cho chị Đặng Ngọc Linh, mã hồng size 2 em chốt cho chị Thúy Nguyễn. Mã hồng, mã hoa. Chị Vân Lê ơi lên giúp em cân nặng chiều cao đi chị đẹp. Cái này cái chị lên giúp giùm em là mã bi nha các chị. Quần em không có đo ống nha chị Út Phan ơi. Nó tùy theo size, em không có đo ống nha chị. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha cái chị đẹp nhà em. Rồi chốt em mã này là mã bi cam giúp em ha, bi cam. Chốt em bi cam ạ. 55 kg cam S56 rồi size 2. Chị Vân Lê size 2 nha bác, mã hồng với mã hoa. Rồi chốt em bi cam cái chị, bi cam. Bộ chị mặc size 1 hay size 2? Rồi hồng hai em hết rồi chị Văn Lê ơi. Chị lấy qua mã tím giúp giùm em được không? Tím em còn hai nè, cái họa tiết nó giống vậy, nó chỉ khác màu thôi chị. Em còn mã tím mà mã hồng em hết rồi. Để con coi còn không nha cô. Coi giùm chị cái bộ mã đẹp cái thun anti Mỹ á, coi còn size số 3 không. Thảy cái đó xuống luôn đi. Rồi ok cô Nguyễn Thi Chi. Con lấy cho cô bộ này nha cô. 135 ngàn, không ra tỉ Mỹ. Thảy cái đó xuống luôn đi chị, like luôn đó. Bi cam size số 2 em chốt cho chị Trang Trần. Rồi của cô là con chốt cô bộ này nha, size 3. Con còn được một bộ nè. Chị Út Phan em nhắc lại là em không có đo cái ống quần nha. Rồi con chốt cho cô rồi. Chị Vân Lê ơi em hết mã hồng rồi, em còn mã tím giúp em ha. Nó là quần giả váy chị, đó giờ em like là khách của em mặc cái là nó, ví dụ như size 1 cái ống nó khác, size 2 cái ống nó khác ha, cái phân quần nó khác, em không có đo cái ống. Nhưng mà khách em mặc thì khách em ok hết đó chị, nhưng em không có lấy cái ống quần ra em đo. Bi cam chị Hương Phạm Thanh. Chị Hương Phạm Thanh là bi cam size số 2 với size số 4 hả chị Hương Phạm Thanh ơi, đúng không chị? Phải size 2 với size 4 rồi chị lấy hai bộ đúng không? Rồi em lên giả váy màu cho cái chị luôn nha. Rồi mấy bạn nhà con gọi cho cô thì cô cứ nói mấy bạn dồn giùm con ạ.
Cái vỏ váy màu này ở ngoài còn không? Đây nè. Rồi ok chị Hương Phạm Thanh, chị Hương Phạm Thanh lấy hai bộ vậy. Một bộ bi cam size số 2 với một bộ bi cam size 4, hai bộ. Rồi em lên bộ này cho các chị nha. Bộ này là chất AT Mỹ nha các chị. Chất AT Mỹ. Đó, em may chung với cái lô của quần lai dông á. Rồi bi cam em hết size số 4 chị đẹp ơi, bi cam em còn size 3 hả chị Hương Phạm Thanh ơi. Bi cam em còn size 2 với 1 2 3 hả chị. Em lấy cho chị được bộ size 2 à. Ok con có số điện thoại của cô rồi nha cô. Rồi, AT Mỹ nha các chị. Cái chó này là chất AT Mỹ 135.000 giúp em. Cái này nó sẽ chung với cái lô của quần giả váy màu ha. Rồi, kiểm size cho chị luôn. Rất là đẹp nha các chị. Cái AT hồi nãy em mai cho chị là cái AT Việt Nam á, nó đã đẹp rồi, cái AT Mỹ nó còn đẹp hơn nữa. 2345 lên giúp giùm em mã này là mã đẹp giúp em nha, mã đẹp. Chốt em mã đẹp các chị, size 2, size 3, size 4 và size 5. AT Việt Nam là nó đã đẹp rồi, cái AT Mỹ nó còn đẹp hơn nữa. 135.000. Chị băng băng cho em cái size chị. Cho em size lên giúp giùm em mã đẹp nha. Bộ màu xanh này là mã đẹp. Lên giúp em mã đẹp. Rồi mã này lên giúp em mã đỏ. Mã đỏ em còn duy nhất size số 2. Size số 2 57kg trở lại mặt dừa. Đỏ em còn duy nhất size số 2 luôn chị Hương Phạm Thanh ơi. Hết size 4 luôn rồi chị. Đỏ 57kg trở lại mặt dừa size số 2 các chị. 57, 58kg trở lại. Các chị mặc ok. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đỏ. Đỏ em còn duy nhất một size thôi. Size số 2 nhưng mà 57, 58kg các chị mặc được. 57, 58kg cao 1m56, 57 trở lên. Còn chị nào 1m55 dưới 1m55 thì tầm khoảng 56, 57kg ha. Thì theo chiều cao. Rồi lên giúp em mã đỏ các chị. Mã đỏ. Chốt em mã đỏ nha. Chị Hương Phạm Thanh ơi, em không có còn cho chị bộ mẫu nào chị chọn, em cũng còn size số 2 không à. Nên là chị có chốt không hay là không có chốt luôn. Để em biết ạ. Rồi màu đen các chị. Đen em còn được size 1 với size 2 thôi các chị đẹp nha em. Đen em còn được duy nhất size 1 với size 2. Size 1 52kg trở lại mặt dừa, size số 2 là tầm khoảng 57 ha. 57kg. Eo 80, 59kg, dừa nha chị Băng Băng ơi. Mã đẹp size số 2 em chốt cho chị Băng Băng nha. Eo 80, 59, 6, 59kg. Em lấy chị size 2 được rồi, size 2 chị mặc được đó. Tại chốt AT Mỹ nó coi giãn nhiều. Nó mềm. Mã đỏ size số 2 em chốt cho chị Lê Thị Loan. Rồi màu đen giúp em đi cái chị, màu đen. Đen em còn được size số 1 với size số 2 thôi. Đen 1 em chốt cho chị Trang Trần. Size số 1 là 50-52kg. 52kg cao 1m57 trở lên giúp em nha. 1m56-57 trở lên. Còn không thì lên 52kg cao 1m57 trở lên thì mặc size số 1. Còn dưới 1m57 thì lên size 2 giùm em. Đen 2 cho chị Đặng Ngọc Linh. Chốt em màu đen cái chị. Màu thì 135.000. Bông quá thì bông á thì 130 nha các chị. Trong cái bông thì có hai cái AT Mỹ á, là em có hai màu, màu đỏ với màu đẹp á, mã đẹp á là 130 nha. Còn màu là 135. Gì? Giảm đâu, đó giờ 135 mà. Thì đâu có giảm đâu. 130 là cái bộ bông. À, trời. Cái bộ này là 135, nói không hiểu hả? Có nghĩa là trong cái bông là có hai cái màu, màu đỏ với mã đẹp là 135, là nó là AT Mỹ. Các chị nghe kỹ giúp em nha. Ở trong cái bông là em có là màu
là bông màu xanh này nè, cái mã đẹp với mã đỏ là 135, nó là thun AT Mỹ, còn cái thun AT Việt Nam là một giá 130, màu thì 135 nha. Để thôi có 5.000 mà mấy chị nào thắc mắc á, giống như bạn nhân viên nhà em đó, bạn ngồi bạn thắc mắc đó. Cô Nguyễn Thi Chi cho con cân nặng chiều cao đi cô. Cho con cân nặng chiều cao với cái vòng eo của cô giùm con ha. Rồi con canh cho. Rộng thì mình bóp vô nó dễ. Lỡ chật thì không biết mấy cô có chịu xả ra hay không. Đen 2 em chốt cho chị Tiên Lê. 1m58, 55kg lấy size 2 được rồi cô. Đổi cô Nguyễn Thi Chi qua size số 2 đi em. Bộ mã đẹp á. Cô tròn người không? Tại vì thường thường lớn tuổi á, thì con mấy lớn tuổi thì con thường chốt lên size á, cho mấy cô với mấy cô mặc cho nó thoải mái. Còn một cô muốn đổi xuống size 2 thì con đổi size 2 nha. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha mấy chị. Màu này lên giúp giùm em là màu xanh lính các chị, màu xanh lính bông đỏ size số 2 em chốt cho chị Thi Hồng Loan Đỗ. Nếu mà cô gọn người không có bụng nhiều thì lấy size 2 được. Dạ rồi ô cô, ê cô. Hả? Ý em còn được bộ mã đỏ size số 3 nữa mấy chị. Mã đỏ em còn được size 2 với size 3 luôn. Size 3 là tầm khoảng 62-63kg trở lại cái chị đẹp nhà em mặc vừa đó. Chốt cho chị đen 2 rồi, chị Trang Trần ơi, đen 2 như nãy em có chốt cho chị rồi á. Của chị Trang Trần là hồi nãy chị lấy đen 1 mà. Đen 1 hay là đen 2 chị Trang Trần ơi? Hồi nãy là chị bình luận đen 1 nha, không phải đen 2. Eo cô 80 vậy cô lấy size số 2 được rồi cô, mẫu đó cô lấy size 2 được rồi. Rồi chốt em màu này màu xanh lính đi các chị, màu xanh lính rồi em có màu xanh lá cho các chị nữa nè. Chốt em màu xanh lá ha, xanh lá. Chốt em màu xanh lá các chị. Xanh lính rồi xanh lá. Đổi cho cô chưa? Rồi chốt giúp em nha. Đen 1 em chốt cho chị rồi nha chị Trang Trần. Màu xanh lá các chị. Rồi màu tím cẩm còn mấy bộ. Tím cẩm em còn có duy nhất size số 1 thôi các chị. Tím cẩm đậm em còn duy nhất size số 1. Cái chị đẹp chốt em ha, tím cẩm em còn duy nhất size số 1, cái chị đẹp chốt giúp em ạ. À. Tím cẩm đậm em còn duy nhất size số 1. Xanh đen hết luôn hả nha. Rồi màu cam đất cái chị, cam đất em còn được một bộ một hoặc. Size số 6 này là size tới 80kg mà. Con này bự nha cái chị. 75 80kg mà. Rộng lắm. Cái size số 6 này nó rộng nha. Xanh lá còn xe 5 thôi. Xanh lá em hết size của chị rồi chị Trương Tiết Thị. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị. Màu cam đất em còn một bộ. Một bộ size số 6 một. Em bán tới ngày 21 tây tháng 1 là em nghỉ á chị Hồng Tuấn. Bữa nay là 6 tây. 2 tuần nữa chị, 2 tuần nữa em up. 2 tuần nữa là em up live. Một mét sáu 60kg hả chị Ruby ơi, nếu mà chị Ruby gọn người á thì cái mẫu màu này chị mặc size số 2 được rồi. Chị cho em cái vòng eo đi, em đo cái eo thêm cho mấy chị nữa cho nó chắc ăn. Tùy theo tạng người các chị, tùy theo tạng người nha. Gọn người có nhiều chị 1m6 60kg nhưng mà nhìn rất là gọn, eo rất là nhỏ. Thì mình sẽ mặc cái size khác, còn ví dụ như cái chị lớn tuổi thì các chị mặc size khác, hoặc là các chị chân mình nhỏ, mông mình nhỏ nhưng mà bụng mình có cái phần trên mình bự là mình phải mặc size khác. Nó vậy đó. Nên là cái chị tùy theo tạng người.
muốn muốn chính xác thì phải cho em cái chị phải kết hợp với em, ví dụ tạng người của mình thường là mình mặc sao và nghe em tư vấn hoặc mình diễn tả giùm em cái tạng người của chị, ừ chị có bụng nhiều đó là chị gọn người thôi thì em biết em lấy size nha, hoặc cho em cái vòng eo. Chứ em đâu em không thấy cái chị mặc ở ngoài, em đâu không không có thấy người của chị ở ngoài nên em không biết sao để em canh nữa. Rồi qua mẫu nha cái chị đẹp nhà em ơi, em lên cái mẫu 6 mảnh cho cái chị nha, mẫu 6 mảnh nguyên bộ 125.000 đồ bông. Eo 83 mặc size 3 với em nha chị Ruby. Mặc size 3 đi chị, size 2 thì chị mặc ôm ha, chị mặc size 3 giùm em. Này em còn được có mấy bộ à các chị. 125.000 giúp em nha. Cái này là quần ống ống nhỏ nha các chị, nó không phải là quần ống ôm. Em may là quần ống nhỏ. Form này là cái áo nó sẽ rất là ôm nên là cái chị đẹp nhà em á là không có lên size mà các chị phải chốt đúng size giùm em. Size 1 là 50 kg, eo tầm khoảng 70 72 trở lại là các chị đẹp nhà em mặc vừa. Bộ này là các chị mặc sẽ che được cái phần bụng dưới của mình nè. Cái form 6 mảnh này các chị rất là dễ mặc. Mặc rất là đẹp. Hai với mấy bé? Chị mặc size 2 đó. Rồi cái này em còn được size 1, size 2 và size 3. Cái chị đẹp nhà em. Em đang mặc cái này là size 2 nè. Size 2 mà em mặc cái chị thấy nó cũng có eo luôn đó không. Size 2 là 55 kg trở lại. Eo 75-77 trở lại. Cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Bộ này 125.000 rất là đẹp luôn. Cái này là bộ 6 mảnh nha các chị. Bộ 6 mảnh. Một 125.000, chất thun ti giúp giùm em rất là đẹp. Chất vải co giãn mát nha các chị. Bộ em đang mặc là bông cam. Cái này cái bông này nó giống như cái lô bà ba bông vậy đó. Còn lại em cắt ra cái 6 mảnh cho các chị được có mấy chục bộ à. Chốt em mã bông trắng nha. Bông trắng em còn duy nhất một bộ. Size số 1, 50 kg trở lại. Eo 72 trở lại mặc vừa. Nó lắp luôn. Bông trắng em còn được một bộ các chị. Một bộ size 3 chốt mã gì vậy chị Ruby, phải có mã đồ em mới chốt cho chị được nha. Chị chốt mã đồ gì? Quần giả váy hay là chốt cái gì phải có cái mã đồ lên giùm em. Rồi, cái này lên giúp giùm em là bông đỏ cái chị, bông đỏ. 125.000 giúp em ha, bông đỏ. Bộ này là bộ 6 mảnh, chốt em mã bông đỏ. Bông đỏ giúp em. Bông cam size số 2 em chốt cho chị Trang Trần. Em đang mặc là bông cam. Chị chốt thì lên giúp giùm em là mã bông cam nha, bông cam size 3. Chị Ruby chốt thì lên giúp em là bông cam size số 3, đừng chốt bộ em đang mặc. Em không biết bên màn hình của chị là đang thấy em mặc bộ màu nào đâu ạ. À. Mỗi một bộ đồ em lên đều có mã đồ hết, cái chị thông cảm là chốt giúp em cái mã đồ nha, đừng có chốt bộ em đang mặc mấy chị. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã bông bông riêu cái chị đẹp nhà em, bông riêu nha, bông riêu. Rồi chốt em mã này là mã bông nâu. Chốt em mã này là bông nâu cái chị đẹp nhà em, bông nâu. Bông nâu giúp em nha, bông nâu. Bông cam size số 3 cho chị Ruby. Rồi bông xanh với chị, bông xanh nó size mấy vậy bông? Đây. Rồi bông xanh với chị, bông xanh em còn được một bộ size 1 với một bộ size 2. Bông xanh em còn được một bộ size 1 với một bộ size 2 nha, các chị đẹp chốt em mã bông xanh. Rồi em còn nhiêu đây à các chị, em hết rồi đó. Bông xanh. Em đang mặc cái này là bông cam giúp em, rất là đẹp luôn. Rồi hết rồi các chị. Mấy giờ rồi? 1 giờ rưỡi ha. Rồi em tạm offline ở đây nha các chị. Số 2 bông xanh em chốt cho chị Hiếu Nguyễn. Các chị có muốn em lên mẫu cách tân cho các chị luôn không? Hay lên mẫu cách tân luôn đi ha, cách tân về mặt Tết. Sẵn các chị chốt rồi, em đi chung đơn luôn. Bông riêu size số 1. Bông riêu mình còn một không bé? Quên rồi. Coi bộ chị mặc à. Thấy mấy?
Bông riêu như còn hai. Rồi bông riêu size số 1 em chốt cho chị Linh Vũ. Bông xanh em hết size 2 rồi chị Trang Trần ơi. Bông xanh em còn đựng bộ size 1. Bông vàng em cũng còn duy nhất một bộ. Bông vàng cũng còn duy nhất một bộ size 1 luôn. Bông cam 70kg em không có chị Linh Nguyễn. Mẫu này em không có size 70kg. Mẫu này em có tới size 65kg rồi. Cách tân là em có size 70kg cho cái chị có size 75kg luôn ha. Cách tân là 155.000 một bộ. Bông nâu cái chị, bộ bông nâu này mặc cũng đẹp nữa nè, bông nâu này mặc trắng da lắm. Chú em mã bông ca, bông nâu em còn được có hai bộ à. Một bộ size 2 với lại là hai bộ size 2 luôn mấy chị. Bông nâu em còn được hai bộ size 2 55kg eo 77 trở lại cái chị đẹp nha em mặc vừa. Form này cái chị mặc nó sẽ tôn ngực và nó tôn cái dòng eo của mình ha. Ở đây thì nó sẽ che được cái phần bụng, tại ở dưới đây cái bộ 6 mảnh nó sẽ hơi xè nhẹ. Chị sẽ che được cái phần bụng dưới của mình. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã bông nâu. Chốt em mã bông nâu á chị. Bông nâu em còn được hai bộ size 2. Anh cho em mùa xuân nó hoa vàng mới nở. Rồi em lên. Bông nâu size số 2 cho chị Trang Trần luôn. Em sẽ lên cho các chị cái mẫu cách tân luôn nha các chị, cách tân Tết nha. Rất là đẹp. Một trăm năm mươi lăm ngàn thôi các chị, vải mới, họa tiết mới luôn nha, vải vải rất là đẹp. dập ly em không có lên lại nha chị Ruby ơi. Dập ly hình như là chị mặc không vừa đó chị. Dập ly em size nhỏ thôi nha, không có size bự. Dập ly form đó chị mặc không vừa. Màu này màu đỏ nha cái chị đẹp nhà em. Mã này là màu đỏ giúp em, nó không phải là màu cam nha. Lên cái màu đỏ với màu vàng nó lên cái ánh sáng. Cái chị nhìn thấy nó giống như màu cam nhưng mà nó không phải là màu cam, nó là màu đỏ. Form này là form ôm giúp em nha. Form rất là ôm. Size số 1 50kg eo 70-72 trở lại giúp em thôi. Có mấy cái đơn lập xưởng á, như em xuống em gọi trước luôn đi, gọi cho mấy chị đi để chốt, chị tổng kết đơn luôn. Chị tổng kết đơn chút xíu đặt cho em bé nó gửi kịp cho chị gửi luôn. Một, hai, ba, năm, sáu, cái chị đẹp lên giúp giùm em mã này là mã đỏ, bộ này 155.000 nha cái chị. Form này là form cách tân, cái chị đẹp nhà em mặc tốt. Rất là đẹp luôn. Chất vải co giãn 4 chiều, vải xịn vô nha, họa tiết mới luôn các chị. Tay là em may tay gấp lăn cho các chị nên là chị mặc nó sẽ rất là gọn nha. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã đỏ nha các chị Linh. Em mã này là mã đỏ 155.000. Chất rất là đẹp. Rồi lên giúp giùm em là mã tím các chị. Mã tím. Chốt em mã tím nha. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh bơ. Cách tân rất là đẹp luôn. Màu xanh bơ giúp em mấy chị. Màu xanh bơ em có từ size 1 đến size 6 cho các chị nha. Rồi chốt giúp giùm em là màu hồng đất các chị. Size từ 45 đến 75kg. Đỏ 5 còn không bé. Đỏ tươi đó em. Này. Đỏ 5 em chốt cho chị Thúy Hằng. Đỏ 2 em chốt cho chị Trang Trần. Rồi màu này lên giúp em màu hồng đất cái chị, màu hồng đất rất là đẹp luôn ha, màu hồng đất. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh Na Uy.
Màu xanh Na Uy giúp giùm em luôn vải nè các chị, rất là đẹp luôn ha. Co giãn 4 chiều giúp em luôn. Rất là đẹp. Rồi chốt giúp giùm em mã này là màu đỏ. Ủa quên, màu xanh Na Uy giúp em, màu xanh Na Uy. Em đang mặc là đỏ tươi nha. Cái này các chị đẹp chốt giúp giùm em là đỏ đô. Em chào chị Trà Tắc Cozy. Mẫu này hồi năm rồi em bán nhiều dữ lắm, bán quanh năm luôn á mấy chị. Mẫu này năm rồi em bán chắc cỡ 5-6 lô gì á. Năm nay em định không có ra, nhưng mà cái chị đẹp nhà em yêu cầu nên em nhập một cái lô vải mới về, họa tiết mới luôn em lên cho mấy chị nè. Hàng cách tân mặt cực kỳ tôn dáng luôn nha, rất là đẹp. Rồi chốt giúp giùm em này là đỏ đô giúp em nha. Em đang mặc là đỏ đỏ tươi, cái đó là đỏ đô giúp em. Rồi màu xanh Cuban giúp em mấy chị. Chốt em màu xanh Cuban giúp em. Màu xanh Cuban rất là đẹp luôn. Xanh Cuban nha. Hồng đất size số 4 còn không bé? Hồng đất 4 còn chị còn không? Màu da cái chị, ủa quên, mã đẹp, mã đẹp. Rồi hồng đất 4 em chốt cho chị Nguyễn Huyền. Mã đẹp hình như hôm qua xảy ra có size 5 đúng không? Em coi chị coi còn bộ màu gì vậy? Size mấy rồi? Rồi, mã đẹp em còn được có hai bộ à, một bộ size 2 với một bộ size 5. Chốt em mã đẹp cái chị. Mã đẹp em còn bộ 2 với bộ 5 ha. Rồi em hết rồi đó cái chị. Còn màu xanh riêu bé ơi, cho chị bộ màu xanh riêu. Xanh riêu với màu vàng. Ồ, màu vàng ở đây có cái áo này. Còn màu xanh riêu. À đúng rồi, ok. Rồi vậy là đủ rồi. Hồng đất size số 2 em chốt cho chị Út Phan. Đỏ tươi size số 1 cho chị Phạm Thị Nhàn. Các chị coi kỹ mẫu giúp giùm em nha các chị. Size này là 50kg trở xuống giúp em mặc vừa nha. Eo 70-72 trở lại. Chị nào thích mặc thoải mái tí xíu, không thích mặc ôm nhiều thì có thể lên size nha. Cái này các chị lên size nó cũng không có rộng hơn nhiều. Đẹp 5 em chốt cho chị Thúy Hằng. Đẹp 2 cho chị Trang Trần là em hết mã đẹp nè. Còn được 2 bộ à. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh riêu. Các chị đẹp nhà em mã xanh riêu. Xanh riêu giúp em ha, xanh riêu. Đỏ tươi size số 1 47kg cho chị Nguyễn Trang. Đỏ tươi còn 1 không biết. Đỏ tươi hết 1 chị Nguyễn Trang thôi. Chị Nguyễn Trang lên size 2 đi. 1 với 2 nó cũng không có size xích nhau nhiều đâu chị. Eo 70. Thật ra cái này eo 70 trở lại là cái chị mặc đẹp nha. Eo 70 trở lại là mặc size 1 là ok. L72 có thể mặc size 2 cũng ok luôn ha, nó không có rộng. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh riêu quý chị. Rồi màu cuối cùng là màu vàng giúp em. Em có 10 họa tiết cho cái chị đẹp nhà em. Màu vàng. Vàng này nó cũng hơi đậm tí xíu nha. Rồi em đang mặc là màu đỏ đỏ tươi cái chị, rất đẹp luôn. Cái họa tiết này em có nhiều nè các chị. Cái họa tiết này nó có nhiều màu nè các chị. Không chốt được màu này các chị chốt qua màu khác. Màu xanh Cuban cũng đẹp nữa nè chị. Chốt qua xanh Cuban đi. Đỏ tươi hết thì qua xanh Cuban. Hoặc là đỏ đô. Em gọi nó là đỏ đô chứ nó cũng không có đậm đâu ạ. 155.000 một bộ. Cái chị đẹp nhà em 155.000 ha. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh Cuban. Có một lô duy nhất hả các chị đẹp nhà em. Rồi em mặc ngược. Mặc cái áo ngược. Rồi chốt em màu xanh Cuban nha. Rất là đẹp luôn. Xanh Cuban báo size cho chị đi bé. Em còn 1236 cho màu xanh Cuban. Các chị đẹp nha em. 1236 cho màu xanh Cuban. Một hai ba sáu màu xanh Cuban các chị đẹp nhà em ơi, xanh Cuban 1236 chốt giúp em ạ. À, xanh Cuban.
Rồi em dơ màu lại cho các chị một lần nữa, xong rồi em qua mẫu nha. Các chị muốn em mặc lại cái bông nào thì nói em mặc lại cho. Còn không thì em sẽ upline, mấy bạn nhà em sẽ chốt đơn cho các chị nha. Gãy nhật hả? Gãy nhật em hết rồi chị ơi. Rồi em dơ màu lại cho các chị nha. Có Solen không em? Có chị Nguyễn Bích. Size 1 Coban em chốt cho chị Phạm Thị Nhàn. Chị Phạm Thị Nhàn đợt này chốt kỹ giúp giùm em nha chị. Coi kỹ mẫu giúp giùm em nha. Chị chốt cái bông nào em chốt trực tiếp ở trên line, nên là cái trường hợp mà chốt không đúng hàng là không có nha. Nên là cái chị chốt kỹ giùm em. Xanh riêu còn 5 thôi bác. Riêu em còn 1, 2, 3 không à chị Thúy Hằng ơi, hết 5 rồi. Còn 6 không? Hết 6 luôn hả? Riêu em còn size 1, size 2, size 3 không à? Xanh bơ nè các chị, xanh bơ cũng đẹp nữa nè. Mặt xanh riêu hả? Ok. Xanh riêu em còn 1, 2, 3 không à nha các chị. Xanh riêu em còn 1, 2, 3 thôi nha. Size số 3 là 55 đến 60 kg, eo 82 trở lại các chị đẹp nha. Em mặc chưa? Đây màu xanh riêu nè chị. Em có màu tím nữa nè. Tím cũng đẹp nữa nè các chị. Đỏ đô xe số 2 em chốt cho chị Úc Phan. Xanh trên bàn là em dơ lên hết rồi đó chị. Cái này là cái quần thôi. Còn cái áo là nãy em dơ lên hết rồi đó. Giờ đang dơ lại nè. Rồi màu tím nha các chị, màu tím. Rồi màu này lên giúp giùm em là xanh Coban. Em đang mặc là màu xanh riêu. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu đỏ tươi. Chốt em màu đỏ tươi cái chị, màu đỏ tươi. Đơn của chị là chốt riêng là không có chung với đơn chị Nhung Võ đúng không chị Hồng Tuấn. Tại vì cái đơn hôm bữa mà chị Nhung Võ gọi cho chị là cái đơn đó tụi em đi rồi nha. Đi rồi là nó hình như nó có một hộp kem kit á, còn bữa nay là chị lấy hai hộp đúng không? Rồi chốt em màu này màu hồng đất nha cái chị đẹp, màu hồng đất. Nói với bé Như gọi cho chị Hồng Tuấn giùm chị đó. Màu này lên giúp giùm em màu vàng cái chị, màu xanh bơ size số 4. Em chốt cho chị Nguyễn Huyền. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh bơ nè cái chị, màu xanh bơ rất là đẹp luôn nha. Dạ, 6 mảnh là chị coi lại like giúp em đi chị Nguyễn Bích ơi, chắc em up like quá nha, em up like cho mấy bạn nhà em chốt đơn nha chị. 6 mảnh coi lại like giúp giùm em đi ạ. Size 4 hình như 6 mảnh em cũng không có còn nhiều á. 6 mảnh hình như size 4 cũng hết luôn không cô bé. Nãy á. Dạ. 58 kg cao bao nhiêu chị Tiên Lê ơi, tùy theo chiều cao nha chị. Tùy theo chiều cao nha chị đẹp ơi, chị Tiên Lê. Với tùy theo cái vòng eo, tùy theo tạng người của mình nữa, chứ không phải 58 kg là phải mặc size 2 nha chị. Bơ em hết 4 rồi. Chị Nguyễn Huyền ơi, xanh bơ em hết size 4.
6 mảnh hả? 6 mảnh em còn được có 2 bông là em còn size 4 nha chị Nguyễn Bích ơi, còn bông đỏ với bông bông riêu thôi chị, bông đỏ với bông riêu thôi ạ. À. Dạ ok chị Hồng Tuấn. Ok chị. Rồi chốt em màu này màu xanh Na Uy cái chị, màu xanh Na Uy rất là đẹp luôn nè. Màu xanh Na Uy cái chị đẹp nhà em ơi. Hay là em ship theo size bé Thị. Giờ còn theo size dễ hơn không? Tại vì 5 với 4 mình còn ít quá. Ừ, ship theo size đi. Để dễ nhìn, cho mấy bạn dễ nhìn khỏi phải bung ra bung vô. Màu này lên giúp em màu đỏ đô, cái chị đẹp màu đỏ đô. Rồi là em hết rồi đó các chị. Em còn được có 9 bông à. Mã đẹp em hết rồi. Mã đẹp em hết rồi. Úng liền. Phá. Bộ em đang mặc có size 75kg nha các chị. Màu cách tân 155.000 rất là đẹp. Em đang mặc màu này là màu xanh riêu. Các bạn đang xếp size ra tại vì 456 em còn hơi ít á. 10 họa tiết nhưng mà em hết một họa tiết rồi, bây giờ còn có 9 họa tiết thôi. Size 4 đâu bé, size 4 là nằm ở dọc nè. Đỏ đô xe số 4. Đỏ đô 4 coi còn không em. Chút xíu chị nói mấy bạn đổi lên giùm em nha chị Tiên Lê, em không biết còn không nữa chị. Rồi đỏ đô hết 4 luôn chị Nguyễn Huyền ơi. Cho chị cọc xe 4 đi, chị dơ lên cho chị Nguyễn Huyền coi. Xe số 4 là em còn được 3 màu này nè chị Nguyễn Huyền. Em còn được màu hồng đất nha chị đẹp. Em còn được màu hồng đất, màu xanh Na Uy chị. Với lại là màu vàng. Xe số 4 là em còn được 3 họa tiết này. Xe số 4 em còn được 3 họa tiết này chị đẹp. Hồng đất em còn được có 1 bộ à. Xanh Na Uy là em còn được 1 bộ luôn, màu vàng thì em còn được 3 bộ. Size số 4 là em hết rồi đó. Tím còn 4 không? Bung ra luôn đi. Giật cái dây nó ra luôn đi, bông coi cho nó lẹ. Ừ. Hết luôn em. Rồi, size 4 còn 3 họa tiết chị Nguyễn Huyền ơi. Chị Nguyễn Huyền lấy họa tiết nè. Xanh Na Uy cũng đẹp chị, hồng đất cũng đẹp, vàng cũng đẹp luôn. Vàng là mặt trắng với vàng nó là vàng đó hơi đậm chứ không có tươi nha. Vàng nó kết hợp giữa đậm với nhạt luôn. Vàng em chốt cho chị Nguyễn Huyền. Ok, vậy chị Nguyễn Huyền lấy vàng 4. Đây để em mặc vàng lên cho các chị xem nè. Xe 4 em còn ít, xe 4 còn có mấy cái. Xanh Na Uy hết 3. Xanh Na Uy em hết size của chị rồi chị Nguyễn Hoàng ơi. Nếu mà chị lấy thì chị lấy size 4 á. Eo 80, 82 trở lại thì mặc size 3, còn trên 82 thì lên size 4 giúp giùm em. Xanh Na Uy em còn được có size 2 với size 4 à. 1, 2, 4. Đây màu vàng các chị. Màu nào cũng đẹp hết chứ chơi. Mấy cái này là em lựa cho các chị đó. Các chị mặc tốt hết rồi đó. Lựa bông á các chị.
Xanh Naui là em còn được 124 cái chị đẹp nhà em nha, 124. Chị mặc size 3 đó chị nha, chị mặc size 3, mặc size 3 xanh Naui em hết rồi. Đúng không bác? Còn không? Hình như còn bộ hả? À còn, còn. Ok. Xanh Naui nè chị. Xanh Naui size 3 em còn nha, còn được một bộ. Eo dưới 80 là mặc size 3 giúp em. Vậy là xanh Naui em còn được 1, 2, 3, 4. Size 4 là 60 đến 65 kg bình thường chị. Cái form này giống như form bà ba, chị Huyền Nguyễn nha. Giống như form bà ba bông bữa giờ thôi, form này nó cũng đâu có thay đổi gì đâu. Chị Nguyễn Hoàng ơi, vậy là em lấy cho chị bộ màu xanh Naui size số 3 nha. Ok chị. Có nghĩa là em nói là cái form này ôm, cái chị đừng có lên size, ví dụ là không có nhích lên được, size nào là chốt chuẩn cái size đó giùm em. Nha, nó giống như bà ba vậy đó. Ví dụ như quần giả váy đồ này kia thì cái form nó hơi thoải mái tí xíu thì em còn nhích lên nhích xuống cho các chị được, còn cái này là không có nhích được. Form nào là chốt chuẩn cái size đó giúp giùm em, không có lên được. Ví dụ thường size 3 của mẫu quần giả váy em cũng canh cho các chị là 60 kg, eo 80, 82 trở lại, nhưng mà 83 thì em có thể nhích cho các chị được. À, chị nào thích mặc ôm thì eo 83 có thể mặc được, nhưng mà riêng cái form này là không có nhích lên được. Size nào là nó y bon cái size đó giùm em. Ok chị Nguyễn Hoàng nha. 70 kg thì mặc size 5 giùm em. Màu tím có không em? Có chị, cái họa tiết này là màu tím nè. Chị hỏi em màu tím size số mấy? Tím là em còn được size 1. Cái cọc này size 1 hay size mấy bé thị? 2 hả? Tím em còn được 1, 2. Em còn được 1, 2, 5 chị. 1, 2, 3, 5. Tím là em còn được 1, 2, 3, 5. Eo 77 mặc size 2 giùm em nha. Mặc size 2 là ôm luôn đó, ôm sát luôn đó các chị. Chị nào mà không có thích mặc ôm nhiều thì có thể lên size nha. Có thể lên size thích mặc vừa thôi, không thích mặc ôm. Nghĩa là ôm là em tính luôn cái độ giãn cho mình rồi đó. Còn chị nào mà thích mặc vừa thôi, chứ tại vì cái form này là em may là nó đã tạo cái eo sẵn cho cái chị rồi nha. Dạ ok chị Lon Lê, có gì em nói với bạn gửi cho chị. Eo 80 mặc size 3 giúp em chị Lon Lê. Eo 80 là mẫu này mặc size 3. Màu tím này em còn 1, 2, 3, 5 cho cái chị đẹp nè. 1, 2, 3, 5. Eo 80 là mặc size 3 là đẹp. Vừa đẹp. Tại vì hàng cách tân này em may ôm cho cái chị mặc đẹp, nó mới tôn mới dáng được nha. Với lại là giải này nó cũng có co giãn đó chị, giải co giãn cái chị mặc nó cũng thoải mái nha, không có gì hết. Rồi chốt giúp giùm em mẫu này nha, lên giúp giùm em màu, em đang mặc là màu vàng, màu tím nè các chị, màu tím. Màu tím, màu tím giúp em. 10 bông. Mà đẹp hết 10 bông cái chị đẹp nhà em, rất là đẹp luôn. Rồi em thêm mặc cái màu xanh Naui này nữa là em offline nha các chị. Em offline cho mấy bạn nhà em chốt đơn cho các chị nha. Xuống em like đồ ăn nữa. Bữa nay mực xé em về thêm cho các chị với tôm khô. Mực xé là đang lên giá, cái chị đẹp lên giá từng ngày luôn. Ngày nó cứ lên 10.000, 20.000, 10.000, 20.000 một ký. Đó là cái chị đẹp nhà em tranh đầu chốt đơn đi. Tại vì mực xé nó về cái chị để tới Tết được nha. Để tới Tết được bình thường không có gì hết. Tôm khô cũng vậy luôn. Tôm khô nó lên một lần là 50.000, 60.000 một ký. Mà không có hàng nữa. Hôm qua em lấy được cái lô tôm khô ngon quá chừng luôn. 15 ký xong cái cuối cùng. Cuối cùng mà bà chị khách kia bả lại bả lấy hết 10 ký rồi. Hôm nay em còn được có 5 ký cho mấy chị. Đủ trả đơn không nữa nè. 5 ký à. Hôm qua đáng lý ra là mười mấy ký đó, mười mấy ký mà em lấy hết lô luôn đó. Lô nào ngon là lấy hết.
65kg, cao 1m53, eo 87 trở lại thì mặc size số 4 chị Thảo Trần, còn trên 87 thì lên size 5 giúp em ha. Nhưng mà chị lấy size 5 đi mặc cho nó ok nha. Còn nếu mà eo chị nhỏ thì chị lấy size 4. Còn nếu không thì lên size 5 đi chị mặc cho nó thoải mái. Form này em mặc size 1, size 2 gì cũng ok hết trơn á. Size 1 là em mặc nó ôm, size 2 thì em mặc nó sẽ thoải mái hơn xíu nha. 155.000 một bộ chị. Màu xanh Na Uy này chị đẹp, rất là đẹp luôn. Rồi em dơ lại màu cho cái chị lần nữa, xong rồi em offline nha các chị yêu. Xuống quay à, xuống em quay đồ ăn cho cái chị đẹp. Chốt đồ ăn. Lạp xưởng, lạp xưởng bữa nay em đặt mà lò cũng không có đủ hàng nữa nè. Để chờ ngày mai nữa. Rồi em đang mặc là xanh Na Uy, màu này lên giúp em màu xanh bơ. Màu xanh bơ này quá đẹp luôn, xanh bơ này mặc trắng lắm nè, xanh bơ. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu đỏ đô nha. Chốt em màu đỏ đô cái chị, đỏ đô. Họa tiết này là họa tiết mới không đó các chị. Màu đỏ các chị, đỏ tươi giúp em nha, đỏ tươi chứ không phải màu cam nha các chị, đỏ tươi. Rồi màu này các chị đẹp chốt giúp giùm em là màu xanh cobalt. Màu này lên giúp em màu hồng đất. Màu này lên giúp giùm em là màu vàng. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh rêu. Màu xanh rêu giúp em nha, màu xanh rêu. Rồi màu tím các chị, rồi là em hết rồi đó. Em còn có 9 họa tiết à, có một họa tiết em hết rồi. Chốt em màu này màu tím. Rồi em offline ở đây luôn nha. Em cảm ơn các chị rất là nhiều. Đơn này các bạn nhà em gọi chốt đơn trong chiều nay luôn nha các chị. Rồi em cảm ơn các chị rất nhiều nha. Bye bye các chị đẹp.